Chào các bạn thính giả đã đến kênh truyện đam mỹ tiểu muội hôm nay tiểu muội gửi đến các bạn bộ truyện Ngự Tứ Lương Y. chương 61 khai báo thân phận, tiêu ngự ngồi trên lưng ngựa, đầu óc trống rỗng, không biết con ngựa này thuộc giống gì, tiêu ngự thấy lúc trước hắn có phóng xe nhanh cũng không bằng tốc độ này. Kết quả nghiên cứu cho thấy, người đang vận động nhanh thì tốc độ suy nghĩ của đầu óc sẽ chậm lại, nhất định là vậy. Không biết đã chạy bao lâu, tả cảnh tu cuối cùng cũng chịu kéo cương dừng lại. Tả cảnh tu nhảy xuống trước, ôm tiêu ngự theo, bác sĩ tiêu lập tức đỏ mặt, thế này, còn ra thể thống gì nữa. Chân tiêu ngự vừa chạm đất liền lùi về sau một bước, cảnh giác nhìn tả cảnh tu. Tả cảnh tu ngừng lại, hỏi, ngươi sợ ta, đôi đồng tử màu hồ phách lặng lặng nhìn tiêu ngự, hắn thấy được tổn thương trong đôi mắt đó. Tả cảnh tu bước lên một bước, không phải sợ ta. Y từ từ vươn tay, như thăm dò đặt lên vai tiêu ngự. Thế tử ra được dạy dỗ nghiêm khắc hẳn là lần đầu tiên làm chuyện, lỗ mãng như vậy. Vừa nãy ôm cũng đã ôm rồi, lúc cướp người tự nhiên lưu loát cỡ nào, giờ làm bộ ngây thơ con nai tơ cho ai coi. Tả cảnh tu thấy tiêu ngự không né, y nhẹ tay đè vai hắn xuống, rũ mắt mím môi. Trước đây ta chưa từng làm thế này với bất kỳ nữ tử nào. Tả cảnh tu nói, tiêu ngự không đành lòng nói thẳng với tiểu tử đang nảy mầm xuân tâm rằng bây giờ y vẫn chưa từng làm chuyện này với bất kỳ nữ tử nào ta sẽ chịu trách nhiệm với ngươi tả cảnh tu đưa ra kết luận tiêu ngự vội nói chờ đã từ từ thế tử không cần phải như vậy sờ vai chút thôi mà cũng đâu có làm gì khiếm nhã mới thế mà đã cho là cướp đoạt trong trắng của người ta à thật ngây thơ ánh mắt tả cảnh tu buồn bã ngươi không đồng ý không biết y nghĩ đến cái gì sắc mặt bỗng chốc hung dữ hẳn lên, chẳng lẽ ngươi còn nhớ đến Trương Lập Khanh kia? Ta nhớ Trương Lập Khanh hồi nào, tiêu ngự vội hỏi, không đúng, sao ngươi biết chuyện của Trương Tam thiếu ra? Tiêu ngự nghi ngờ nhìn y, nghe lén, tả cảnh tu đáp, y thẳng thắn thừa nhận như vậy, tiêu ngự ngược lại không biết phải nói gì. Ngươi chủ động cầu hôn hắn, tả cảnh tu nói, mấy ngày nay lại tránh ta như tránh hổ. Y đeo vẻ mặt lạnh nhạt trần thuật sự việc, hình như tiêu ngự nghe được trong giọng điệu có chút oan ức. Hai tay tả cảnh tu nắm chặt vai hắn, đầu cúi xuống, ánh mắt cực kỳ nghiêm túc. Ta thích ngươi, ta muốn cưới ngươi làm thê tử, ngươi có đồng ý không? Tiêu ngự ngẩng đầu nhìn y, nuốt ực một cái. Người cổ đại cũng quá là, nhảy qua quá trình thổ lộ, xây dựng quan hệ mà trực tiếp cầu hôn luôn. Hắn có thể nói không đồng ý không? Vậy thế tử sẽ làm gì? Khóc lóc chạy đi hay đập hắn một trận? hoặc là vừa khóc vừa đập hắn một trận. Tiêu ngự hỏi, thế tử nghiêm túc đấy à? Tình này có trời đất chứng giám, ta đối với tiểu thư là chân tình thiết ý, Thề không thay đổi. Tả thế tử nói rồi lại liêm mắt qua chỗ ngực tiêu ngự, bây giờ tiểu thư còn nhỏ, ta có thể chờ ngươi trưởng thành. Chờ tiểu thư đến tuổi cập kê, ta nhất định sửa soạn xính lễ hậu hĩ, đích thân đến nhà cầu hôn. Nói thì hay lắm, mà mắt đang để ở đâu vậy? Nhìn một cái đã biết, thế tử trăm phần trăm là trai thẳng tiêu ngự thấy không thể giấu tạ cảnh tu nữa có thể biết chân tướng rồi y sẽ thương tâm mấy ngày chắc không quá lâu đâu nhỉ tuy tạ cảnh tu nói nghe rất thâm tình nhưng hai người mới quen biết được bao lâu hẳn là chưa đến mức tình thâm không thể quay đầu đâu thế tử tiêu ngự bắt lấy bàn tay tạ cảnh tu trên vai mình nghiêm túc nói ta có chuyện muốn nói rõ với ngươi ngươi không cần phải nói ta biết rồi Tạ cảnh tu mỉm cười, giọng nói ôn hòa hẳn đi. Tiêu ngự vừa kinh ngạc vừa hoài nghi, người biết rồi. Biết mà vẫn có thể mặt không đổi sắc cầu hôn thế à? Một sĩ phu phong kiến như y lại có tư tưởng tiến bộ vậy sao? Tả cảnh tu gật đầu, vẻ mặt vô cùng chắc chắn. Người yên tâm, cứ giao mọi chuyện cho ta, ta sẽ giải quyết hết tất cả trở ngại. Người chỉ cần bình yên trưởng thành, chờ gả cho ta là được thế tử thật sự không có xem phim thần tượng môn tình của thế kỷ 21 đó chứ. Tiêu ngự còn đang ngây ngẩn, tả cảnh tu đã buông vai hắn, lùi lại một bước. Sau này ra ngoài phải đội mũ mạng vào, dung nhan của ngươi chỉ ta có thể nhìn. Tả cảnh tu nói, tại sao thế tử lại biến thành bộ dáng này rồi? Tiếc là sau khi đến kinh thành ngươi phải ở trong khuê phòng phượng phủ. Kinh thành không như thành hoài thiên, nữ tử không thể tùy ý ra khỏi cửa. Tả cảnh tu nói, Ta không thể ngày ngày gặp mặt tiểu thư, không biết tiểu thư có nhớ ta không. Ta chắc chắn nhớ Nhung tiểu thư, mất ăn mất ngủ, đứt từng đoạn ruột. Tiêu Ngự, nhìn vị này nghiêm túc trịnh trọng như đang báo cáo luận án, có chút nào giống mất ăn mất ngủ đứt từng đoạn ruột không? Khoan, chờ chút, Tiêu Ngự hỏi, cẩn thận quan sát Tả Cảnh Tu, thế tử thật sự biết ta muốn nói gì à? Thà làm thê cơ hàn, không làm thiếp đại gia. Tả Cảnh Tu đáp, ta biết tiểu thư là người trí khí. Ta chưa bao giờ nghĩ dùng danh phận thiếp thất xỉ nhục tiểu thư. Thật ra, thân vương và thế tử có thể có ba phi tần, trừ vương phi là chính thê, còn có thể nạp thêm hai chắc phi, đều được ghi tên vào gia phả, nào phải thiếp thất bình thường. Chẳng qua tạ cảnh tu chưa từng nghĩ sẽ nạp chắc phi. Có lẽ với phụ thân y thì nữ nhân là cố hương dịu dàng khiến người lưu luyến, nhưng trong mắt y, nữ nhân là phấn hồng đầu lâu, là đóa hoa độc, lúc còn nhỏ y đã mấy lần suýt chết dưới tay những đóa hoa đẹp đẽ thủy mị kia. Nếu không phải gặp được người như Phượng Đại Tiểu Thư thì e là cả đời y không bao giờ rung động với nữ nhân. Tình cảm của nàng không phải đóng kịch, không muốn mua danh chuộc tiếng, cũng không phải vì lấy lòng nam nhân, lại càng không giả bộ thanh cao. Nữ nhân như vậy, tạ thế tử đã thấy quá nhiều, trong kinh thành ràng buộc lễ giáo mà họ còn tìm được cơ hội là lơi trước mặt y, làm ra vẻ mình tài năng đức độ phượng đại tiểu thư không giống bất kỳ ai y từng gặp nàng thật sự lương thiện thương xót muôn dân nữ tử như vậy có thể lấy làm vợ thế tử ta không phải nữ tử một giọng nói vang bên tai tả cảnh tu quả nhiên tiêu ngự thấy tả cảnh tu đờ người ra lòng vừa áy náy vừa chột giả thật ra chuyện này cũng đâu hoàn toàn là lỗi của hắn không biết hắn chột giả cái gì nhỉ thế tử tiêu ngự cẩn thận gọi một tiếng tả cảnh tu chấn động nhíu chặt lông mày tiểu thư chưa nói lung tung lời như vậy ta sẽ không nghe đâu không muốn đối mặt với sự thật sao tiêu ngự la lên thế tử ta thật sự không phải nữ tử lần này tạ cảnh tu dùng hành động tỏ vẻ y chẳng nghe thấy gì hết xoay người kéo cương ngựa tiêu ngự chặn y lại tả cảnh tu hếch cằm không thèm nhìn hắn tiêu ngự bất đắc dĩ chắp tay thế tử ta lừa ngươi làm gì ta thật sự không phải nữ tử mà ngươi không thể cưới ta Ta cũng không thể gả cho ngươi. Tạ cảnh tu nhìn hắn, trong mắt xẹt qua tia lửa. Vậy là ngươi không muốn gả cho ta. Chuyện này không phải có muốn gả hay không, mà là ta không thể. Không chờ tiêu ngự giải thích xong, tạ cảnh tu giận dỗi, quả nhiên ngươi còn nhớ đến Trương Lập Khanh. Chúng ta bỏ Trương Lập Khanh qua một bên được không? Tiêu ngự cuối cùng cũng cảm nhận được tuổi tâm lý của thế tử nhỏ hơn mình. Trương Lập Khanh không phải phu quân ngươi, tạ cảnh tu nói ta và trương tam thiếu gia không phải như ngươi nghĩ tiêu ngữ thấy y cứ xoáy vào vấn đề này chỉ có thể giải thích đó chỉ là tính toán đầu tiên thôi thật ra tả cảnh tu trương lập khanh không học vấn không nghề nghiệp thân không ưu điểm không có tài năng chống đỡ gia đình chuyện nhà của trương lập khanh cũng hết sức phức tạp ngươi đừng mơ được gả cho hắn ta sẽ không đồng ý tiêu ngự gọi tiểu bàn là trương lập khanh nghiêm túc quá nghe hơi mắc cười thế tử chuyện này không liên quan gì đến Trương Lập Khanh hết, ta cam đoan. Tiêu ngự giơ tay nghiêm túc nói, thấy biểu hiện của hắn quá thành thật, cuối cùng tạ cảnh tu cũng bỏ qua tên béo kia, trầm tĩnh nhìn tiêu ngự. Vậy có liên quan đến ai? Chu Chiêu, Tần Cánh, Kiều Tấn, tạ cảnh tu lạnh lùng nói, hoa cúc hôm qua không cần hao tâm tốn sức, mong tiểu thư thương tiếc người trước mắt. Thương tiếc người trước mắt, là bảo thương tiếc y sao, khóe miệng tiêu ngự giật giật. Hơn nữa, tại sao tả thế tử biết rõ những nam từ hắn quen như vậy rốt cuộc y đã làm gì ở thành hoài thiên cũng không liên quan đến họ tiêu ngự bất lực chẳng lẽ còn nam nhân nào khác còn chính là ta tiêu ngự cũng nổi nóng chừng mắt quát y tả cảnh tu bị hắn giống cho nín thinh chỉ nhíu mày thật chặt không tán thành nhìn tiêu ngự vớ vẩn tiêu ngự bất đắc dĩ triệt đề rốt cuộc phải làm sao ngươi mới chịu tin ta thật sự không phải nữ tử Tiêu ngự nói, không tin ngươi sờ đi, rất là phẳng. Hắn nắm tay tả cảnh tu đặt lên ngực mình. Tả cảnh tu hất tay hắn ra như bị điện giật, mặt phớt hồng, nhìn kỹ lại thấy đã biến mất. Tiểu thư tự trọng đi, lại còn bảo hắn không tự trọng. Tả cảnh tu không chịu tin hắn, muốn chứng minh cũng dễ thôi, đáng tiếc thế tử không cho. Đúng là bài toán khó mà. Tóm lại ta đã nói với ngươi sự thật rồi. Tiêu ngự nói, ta không thể gả cho ngươi thế tử không cần phải lãng phí sức lực lên người ta. Tả cảnh tu không nói gì, chẳng biết có tin chưa, cũng không hiểu đang nghĩ gì, cuối cùng trầm mặc ôm tiêu ngự lên ngựa, điều khiển ngựa chậm rãi quay về. Lát sau, tiêu ngự nghe giọng tả cảnh tu vang lên trên đầu, người không thể gả cho ta, tại sao gả được cho Trương Lập Khanh. Xem ra tả thế tử vẫn không muốn buông tha Trương Tam Thiếu ra, thật ra thế tử ghim vụ hôn nhân của hắn và Trương Tam Thiếu ra sâu cỡ nào vậy. Nguyên nhân rất đơn giản, Tiêu Ngự nói, kết hôn với Trương Tam thiếu gia là vì ta muốn bàn bạc kế sách, ta sẽ không động phòng với hắn. Còn kết hôn với ngươi, ngươi có muốn không động phòng không? Xin tiểu thư tự trọng, giọng nói nhẫn nhịn của Tạc Hành Tu lại truyền từ trên đầu xuống. Được rồi, lại là hắn không tự trọng, không biết nữa, hồi lâu sau lại nghe Tạc Hành Tu nói, ta rất thích động phòng với ngươi. Xin thế tử tự, tự trọng. Hậu trường bác sĩ tiêu, quả nhiên, tiểu công thật khó làm. Tả thế tử, tiểu thư xin hãy tự trọng. Bác sĩ tiêu, ta không tự trọng chỗ nào. mươi 62 trở lại kinh thành. Hai người trở về đoàn xe, tất cả đã sẵn sàng xuất phát, chỉ còn chờ hai người họ nữa thôi. Hơn 100 con mắt đồng loạt nhìn bọn hắn chằm chằm, tả thế tử đã quá quen nên chẳng cảm thấy cái gì. Nhưng tiêu ngự thì vô cùng lúng túng nhảy xuống ngựa, cắm đầu đi về xe không dám ngẩng lên hắn có thể tưởng tượng được những thị vệ này nghĩ gì, chỉ là hắn không muốn nghĩ. Đi thôi, thành âm lạnh lùng của tả thế tử vang lên cách đó không xa, tiếng vó ngựa và bước chân rền vang, rất nhanh xe ngựa bắt đầu di chuyển. Tiêu ngự dựa vào thùng xe, để bức vách lạnh lẽo làm nguội cái đầu đang tỏa nhiệt, ngồi đến phát ngốc. Hộ vệ bên ngoài xì sao bàn tán, mới nhỏ mà thủ đoạn không vừa đâu, chiếm tiện nghi thế tử, thế tử cũng nên thành thân rồi. Sinh con, kế thừa vương phủ tiêu ngự thật muốn đục lỗ trên đầu bọn họ đoàn người vững vàng tiến bước không biết là lúc nào tiêu ngự nghe bách linh mừng rỡ hô lên đến rồi tiêu ngự vén màn nhìn chỉ thấy một phần tường thành đá xám cao mất dù cách rất xa vẫn có thể cảm nhận được tang thương lắng động mấy trăm năm thủ phủ lương quốc kinh thành cuối cùng cũng đến nơi đoàn xe men theo con đường ngập tuyết thẳng hướng kinh thành đi được một quãng xa ngay chỗ đoàn xe vừa rời đi đột nhiên xuất hiện mấy nam nhân y phục giản dị. Điều tra xong chưa, có đúng là nàng không? Thủ lĩnh, chúng ta theo dõi mấy ngày rồi, đúng là nàng. Lúc nàng xuống xe chúng ta đã thấy rõ tướng mạo, giống phượng đại công tử như đúc. Một nam nhân mặt đầy dâu nhíu mày thành hình chữ xuyên. Chẳng phải nói tiểu thư lên kinh tìm người thân hả? Sao tự nhiên lại theo đoàn xe phủ nguyên vương? Ai mà dám chặn đường tả cảnh tu? Đúng là không muốn sống nữa chúng ta bị chơi khăm rồi. Người kia xì một tiếng, vông tay nói, rút lui, hủy nhiệm vụ. Phượng phủ, lô thị đứng dưới tàng cây trong hồng mai viện, tay cầm cái muỗng bạc nhỏ, kiên nhẫn múc từng cánh hoa trắng tuyết. Nàng đã sớm nhận được thư của trịnh thị, biết Phượng Chiếu Ngọc muốn lên kinh tìm phụ thân. Nàng tuyệt đối không thể để Phượng Chiếu Ngọc tiến vào lãnh địa, Phượng Phủ chính là lãnh địa của nàng, nàng phải giành quyền khống chế lần này không thể hy vọng vào Phượng Vân Ninh nữa, nàng ta chỉ là thứ ngu ngốc thất bại. Phượng Vân Phi nhận được thư của Tam Lão Thái Gia, cũng biết ít ngày nữa Phượng Chiếu Ngọc sẽ đến, không biết mấy ngày nay có phải nghĩ lại chuyện trước kia không mà hắn luôn mang bộ dáng nặng nề sầu não, nhưng vẫn cho người đi quét dọn một tiểu viện cho Phượng Chiếu Ngọc. Tuy Phượng Vân Phi có tình cảm sâu nặng với nàng, nói gì nghe nấy nhưng bản chất vẫn là một nam nhân thiếu quyết đoán. Rõ ràng mười mấy năm qua chẳng hề hỏi thăm, nay biết con gái muốn tìm tới lại ra vẻ từ phụ. Gương mặt diễm lệ của Lô Thị Hiện nụ cười lạnh, một phụ nhân hơn 40 ăn mặc phú quý cúi đầu bước vào, kính cẩn báo với Lô Thị, phu nhân, tiền thủ lĩnh đã về, đang chờ ở tiền viện. Dẫn hắn qua Hồng Nhãn Các chờ, Hồng Nhãn Các là nơi Lô Thị xử lý công vụ, ngay bên cạnh cổng ra vào, rất thuận lợi. Phụ nhân nhận lệnh lui ra, Lô Thị đưa cái muỗng bạc và bình lưu ly cho nha hoàn, quay vào trong trải chút lại một lần, Bấy giờ mới dẫn theo hai nha hoàn và bốn ma ma quản sự kéo đến Hồng Nhạn Các. Trên đường gặp phải Phượng Vân Phi, hắn không còn dáng dấp thương cảm mấy hôm trước nữa, ngược lại còn có vẻ tung tăng. Phượng Vân Phi lên đón, nhẹ nhàng đỡ tay Lô thị, "Không phải phu nhân nói mấy ngày nay không thoải mái à, phải nghỉ ngơi đi. Sao lại đến Hồng Nhạn Các?" Lô thị nghĩ là Tiền Thủ lĩnh mang về tin tốt, lòng cũng nhẹ nhõm, biểu hiện với Phượng Vân Phi ôn hòa hơn bình thường nhiều chút chuyện nhỏ thôi, ta nhìn một cái rồi về ngay. Lão gia đang đi đâu vậy? Phượng Vân Phi đã thăng lên thái y viện sử, theo lý thuyết thì nên bận rộn hơn trước mới phải. Chỉ là mấy hôm nay, hoàng đế được ăn quả trường thọ mà lý quốc trưởng phái người lên tiên sơn hải ngoại tìm về, tinh thần quả nhiên như trẻ ra mười mấy tuổi. Hoàng đế long tâm đại duyệt, không coi trọng thái y như ngày thường nữa, chẳng cần lúc nào cũng phải kè kè bên cạnh, dĩ nhiên Phượng Vân Phi được nhàn hạ hơn rồi ta đi xem viện tử của Ngọc Nhi sắp xếp đến đâu. Phượng Vân Phi nói, theo thư tam lão thái gia thì nên đến nơi hai ngày trước rồi, không biết sao bây giờ vẫn chưa có tin tức. Đương nhiên là không có tin tức rồi, trong lòng Lô Thị rõ ràng hơn ai hết, nàng cười khẩy, nhẹ giọng khuyên, lão ra đừng lo, Ngọc Nhi từ bé chưa từng xa nhà, có thể trên đường xảy ra chuyện gì ngoài ý muốn làm chậm trễ, lão ra chỉ cần chờ là được. Bất kể là sống hay chết luôn có thể đợi được. Phượng Vân Phi gật đầu, cũng nên cho người gọi Chiếu Kỳ ra khỏi thư viện. Dù gì cũng sắp sang năm mới, về sớm cũng tốt, vừa lúc cho hắn gặp mặt ga. Nửa chữ cuối cùng của Phượng Vân Phi còn chưa nói hết đã nhanh chóng nuốt trở vào. Lô Thị quan sát, thấy mặt hắn tự dưng lúc trắng lúc đỏ rất khác thường, không biết đang nghĩ cái gì. Lão ra nói phải, Lô Thị nhẹ giọng, ta lập tức phái người đến thư viện gọi Chiếu Kỳ về. Phượng Vân Phi đáp lung tung hai câu, vội vàng bỏ đi, nhìn phương hướng là đến tiểu viện của Phượng Chiếu Ngọc. Một phụ nhân lên tiếng, "Phu nhân, dường như lão gia để tâm đến đại tiểu thư nhiều hơn mọi người vẫn nghĩ." Cứ tưởng thấy trưởng nữ ở ngoài mười mấy năm trở về thì Phượng Vân Phi sẽ không vui, ai ngờ vẻ mặt hắn chẳng có chút miễn cưỡng, giống như đang thật sự vui mừng. Phượng Chiếu Ngọc là cái gai trong mắt, cái đinh trong thịt Phượng Vân Ninh, sao hắn không nhìn xa hơn sau này sẽ gặp rắc rối lớn? Nam nhân này không chỉ nhu nhược mà còn quá ngây thơ. Lô thị tiếp tục đi, ai cho các người bàn ra chuyện của lão gia? Sau này không được phép như vậy, dù là trước mặt ta cũng không thể càn quấy. Phụ nhân định hót hốt hoảng im miệng, lùi về sau. Lô thị đến hồng nhạn các, nàng ngồi sau bức bình phong dựng giữa gian chính, thấy tiền thủ lĩnh đã chờ sẵn bên ngoài. Lô thị nhẹ giọng, tiền thủ lĩnh không cần đa lễ. Hôm nay tiền thủ lĩnh đến đây, vậy việc ta nhờ đã hoàn thành chưa tiền thủ lĩnh vóc người không cao mà dâu ri rậm rạp hắn đương nhiên chưa hoàn thành nhiệm vụ lô thị giao tuy nhiên không hề thấy hổ thẹn thật không dám giấu việc mà phu nhân nhờ và tại hạ không thể hoàn thành hôm nay mặt dày đến xin lỗi phu nhân mong phu nhân lượng thứ lô thị sai hắn đi giết một đứa trẻ giống như giết gà bằng dao mổ trâu nếu là giết vợ cũ phương thị của phượng vân phi còn có thể lý giải hắn không hiểu một đứa trẻ thì có thể ảnh hưởng gì được Lô Thị? Sau bức bình phong trầm lặng một lát, âm thanh Lô Thị truyền ra, tuy vẫn rất nhẹ nhàng nhưng nghe được một chút run dày rất khẽ. Thuộc hạ của tiền thủ lĩnh ai cũng là nhân sĩ kỳ tài, không lẽ ngay cả một cũng không đối phó được. Là do thông tin của phu nhân sai lầm, nàng không đi một mình mà có quý nhân hộ tống, mặc cho nhân sĩ kỳ tài nào cũng không dễ dàng tiếp cận. Quý nhân, là ai? Tiền thủ lĩnh đứng dậy cáo từ chẳng mấy chốc phu nhân sẽ biết khoảng một canh giờ nữa họ sẽ vào thành tại hạ cáo từ trước nói xong cũng không chờ lô thị gọi lại xoay người bỏ đi bức bình phong nhanh chóng được rời đi sắc mặt lạnh lùng của lô thị hơi tái ngồi trong ghế cầm tay vịn im lặng trầm tư nha hoàn ma ma đứng hầu không dám quấy dày lát sau lô thị thở ra một hơi giơ tay lên lập tức có hai nha hoàn tiến lên đỡ hôm nay có thể có khách quý đến nhà các ngươi quay về dọn dẹp đi, kẻo thất lễ với khách. Lô Thị biết thân phận người khách này không thấp, nếu không thì tiền tù lĩnh nào có biểu hiện như vậy, nhưng nàng vẫn không ngờ được, thân phận người này cao không với tới. Tả thị của phủ nguyên vương được thánh sủng cao hơn tất cả hoàng thân quốc thích, chỉ cần không phạm thượng thì vĩnh viễn an nhàn với tôn vinh tịnh kiên vương. Không ngờ, người đưa phượng chiếu ngọc hồi phủ chính là thế tử phủ nguyên vương lãnh khốc nhẫn tâm trong truyền thuyết, tả cảnh tu tả cảnh tu cưỡi ngựa đi đầu đoàn hộ vệ nghiêm trình hộp tống hai bên xe ngựa thành thế lớn như vậy bách tính dọc đường đã sớm chen lấn vây xem may mà không ai dám to gan chắn đường tả cảnh tu ung dung dẫn đoàn quân đi xuyên qua phố thẳng hướng phượng phủ phượng vân phi đã nhận tin từ sớm ra nghênh đón đứng ở chỗ sư tử đá trước cổng nhìn xung quanh không lâu sau liền thấy một đội thị vệ uy nghiêm xuất hiện mỗi bước chân đủ khiến người ta cảm nhận được khí thế ác liệt phải lùi về phía sau không dám manh động lô thị chờ ở thùy hoa môn thấp thoáng nghe thấy tiếng bước chân chỉnh tề ngoài cổng lớn chấn động đến mức đất dưới chân nàng rung lên tê cả gan bàn chân phượng chiếu lâm nhìn lô thị mẫu thân người làm sao vậy có chỗ nào không thoải mái sao còn đỡ người về nghỉ nhé đại tỷ cũng là vãn bối mẫu thân không cần phải đích thân ra đón đâu lô thị khẽ lắc đầu vẫn đứng thẳng người, ngoài cổng lớn, Phượng Vân phi gặp Tạ Cảnh Tu, vị nguyên vương thế tử xưa nay cao ngạo lạnh lùng vẫn ngẩng cao đầu trên ngựa, không có ý leo xuống. Phượng Vân phi vội vàng hành lễ theo cấp bậc, Tạ Cảnh Tu chờ hắn quỳ xong mới thản nhiên nói, "Phượng đại nhân không cần đa lễ, hôm nay không có công vụ, ta chỉ hộ tống Phượng đại tiểu thư về thôi." Phượng Vân phi nghe tiếng Phượng đại tiểu thư mà cúm họng cay đắng. Phượng đại tiểu thư cái gì Ngọc Nhi rõ ràng là trường tử của hắn. Màn xe sốc lên, một bóng dáng thanh thoát khom người xuất hiện, nhẹ nhàng bước xuống. Hắn mặc trang phục nữ tử, đội mũ mạng che khuất dung nhan, cách một lớp lụa dày, Phượng Vân Phi không thấy được vẻ mặt con trai mình. Hắn có thấy khó chịu không? Có hận người phụ thân này không? Phượng Vân Phi nhìn hắn mà trong lòng cảm xúc lẫn lộn, cuối cùng chỉ hóa thành tiếng thở dài. Tiêu ngự đương nhiên đâu nghĩ nhiều như vậy, càng không thấy lúng túng. Hắn quang minh lỗi lạc, có gì phải khó chịu. Sau khi hắn xuống xe, Bách Linh lại đỡ một người khác xuống. Đến lúc nhìn rõ bóng người vừa quen thuộc vừa xa lạ kia, một chút cảm tình thương tâm của Phượng Vân Phi bay biến sạch sẽ, chỉ còn kinh ngạc và nghi ngờ. Phu, phu nhân, hắn kiềm lòng không đặng, tiến lên một bước, khẽ gọi. Cả đường đi phương thị vừa hối hận vừa dày vò vì thái độ của tả cảnh tu với con trai mình, Suy nghĩ lại trải nghiệm mười mấy năm qua, càng nghĩ càng thấy tất cả bọn họ đều có lỗi với ngọc nhi của nàng, lúc này đối mặt Phượng Vân phi chỉ còn lại giận dữ tích tụ. Nữ nhân ngày xưa dịu dàng như nước, ngay cả lúc bị ức hiếp cũng không hề oán hận, lần đầu tiên quát mắt chừng người đã từng là phu quân của nàng, nam nhân nàng từng trao cả tấm thân. Phượng Vân phi, Phương thị nghiến răng, lạnh lùng nói, đã lâu không gặp. Chương 63 khóc lóc bên đường phượng vân phi sao cũng không ngờ được phương thị lại xuất hiện trước mặt mình chẳng phải nàng đang hối lỗi trong từ đường sao tam lão thái ra đầu có nói chuyện này trong thư xưa nay hắn chưa từng có chủ kiến lần cố chấp duy nhất là đã từ chối nghị hôn với nữ nhi huyện thừa kiên quyết cầu xin được cưới phương thị cho đến bây giờ lần kiên trì duy nhất đó lại biến thành một trò cười chẳng ra gì phượng vân phi nhìn vóc dáng thân quen của phương thị nhưng sao gương mặt quá đỗi xa lạ hắn hoảng hốt thất thần không biết ứng đối thế nào rõ là phương thị ghen ghét mà hãm hại đứa trẻ trong bụng lô thị là nàng sai hắn không bỏ vợ vì niệm tình phu thê mà đuổi nàng về nhà cũ an dưỡng thôi vì sao hắn phải sợ phượng vân phi lúng túng hồi lâu dần bình tĩnh lại tiêu ngự không ngạc nhiên với biểu hiện đó hắn hiểu rất rõ thói hư tật xấu của nam nhân này năm xưa nhìn thế giới này qua giấc mộng Phượng Vân Phi cũng có thể miễn cưỡng đoạt giải nam chính xuất sắc nhất rồi. Phu nhân, ta, chúng ta vào nhà rồi nói. Phượng Vân Phi gượng cười, nhìn đám người vây xem Phượng Phủ càng lúc càng đông, trong đó có không ít con cháu thế gia. Vẻ mặt Phương Thị rõ ràng rất hận hắn, sao hắn có thể vạch chuyện xấu trong nhà ra trước mắt mọi người chứ? Tiêu ngự không can thiệp vào chuyện Phượng Vân Phi và Phương Thị, hắn đến bên cạnh tả cảnh tu, ngẩng đầu nhìn y. Tả Cảnh Tu mặc một thân áo đen ngồi trên ngựa, cúi xuống nhìn hắn. Tiêu Ngự kéo con ngựa của Tả Cảnh Tu ra sau xe, tránh ánh mắt người khác. Mới đầu con ngựa còn vùng vằng không chịu, được Tả Cảnh Tu vỗ mấy cái mới chịu yên, ngoan ngoãn đi theo Tiêu Ngự. Tiêu Ngự dừng chân, lại ngẩng đầu nhìn Tả Cảnh Tu. Phượng Đại Phu còn chưa hài lòng chỗ nào? Tả Cảnh Tu đập đập soi ngựa trong tay, hơi nhíu mày nói: Ai không biết còn tưởng hắn tự phụ mình đẹp? tiêu ngự biết lời y nói chính là dẫn nhiều người vây xem thế này đó là do hắn cố ý nhờ tả thế tử tả thế tử quả nhiên vô cùng tận tâm chỉ ra mặt một lúc đã phô trương thanh thế lớn như vậy lôi kéo người xem đông nghịt hôm nay hắn muốn quậy một trận lớn không có người qua đường xem thì sao diễn được tiêu ngự cười đa tả thế tử giúp đỡ ta lại nợ thế tử một ân tình tả cảnh tu không khách khí gật đầu chú ý rơi vào chữ ân tình Y ngẩng đầu nhìn Cổng lớn Phượng phủ, khẽ nhíu mày, "Hôm nay ngươi muốn quậy một trận, sợ là không thể ở lại Phượng phủ." "Có chỗ ngủ nào khác không?" "Không có." Tiêu Ngự Thành thật lắc đầu, vẻ mặt chờ mong nhìn Tả Thế tử. Đã có Thế tử ra không gì không làm được, hơi đâu hắn đi suy nghĩ tìm chỗ ngủ làm chi nữa. Tả Thế tử nhìn hắn, nở nụ cười hiếm hoi, "Biết rồi, ta sẽ sắp xếp cho Phượng đại phu." "Đa Tả Thế tử." Tiêu Ngự cúi người hành lễ. Phượng Đại Phu lại thiếu ta một ân tình nữa. Tạ Cảnh Tu nói, hình như từ lúc hắn nói thẳng thân phận của mình, Tạ Cảnh Tu bắt đầu gọi hắn là Phượng Đại Phu, không còn nghe xương hô Phượng Đại Tiểu Thư nữa. Như vậy rất tuyệt, Tạ Cảnh Tu là một nam nhân rất đáng để kết giao, tiêu ngự vốn định dàn xếp cho Phương Thị xong thì lên kế hoạch thoát thân thần không biết quỷ không hay, giờ cũng bắt đầu cân nhắc đến Tạ Cảnh Tu. Nhưng bây giờ còn qua sớm để nói chuyện đó, tiêu ngự quay lại nhìn Phương Thị, Phương Thị đang hất bàn tay tính đỡ của Phượng Vân Phi ra, sắc mặt lạnh nhạt, không biết đang nói gì với Phượng Vân Phi. Thế tử, người đưa lão vương ra về vương phủ trước đi. Tiêu ngự nói, đây là việc nhà Phượng Phủ, còn dính líu đến cả Phượng Vân Ninh của Phủ An Quốc Công, hắn không muốn liên lụy tả cảnh tu. Tả cảnh tu cũng không kiên trì, gật đầu, ta để nhị cửu lại mai phục gần đây, tối nay ta đến đón ngươi. Cảnh hai người núp sau xe ngựa nhỏ giọng thì thầm lọt vào mắt người có tâm tư. Trong đám đông có hai công tử ăn mặc phú quý mặt đẹp như hoa, vừa nhìn đã biết một tiểu thư một nha hoàn giả nam, họ không nhìn Phượng Vân Phi và Phương thị dây dưa trước cổng, chỉ chăm chăm vào tiêu ngự và tả cảnh tu. "Nữ nhân kia là ai?" Người có vẻ là tiểu thư lạnh giọng hỏi. Nha hoàn nhìn xung quanh, thấy thị vệ đi theo vẫn đang đứng gần đó, có hai người đã thủ thế sẵn sàng bảo vệ họ, lúc này mới yên lòng trả lời nghe nói Phượng Viện Sử có một trường nữ là Phượng Đại Tiểu Thư được nuôi ở nông thôn, nhìn cảnh này chắc là Phượng Đại Tiểu Thư đó. Chẳng trách dám quyến rũ nam nhân giữa đường giữa phố, hóa ra là nha đầu nhà quê không có giáo dục. Công tử Mỹ lệ khinh thường hư lạnh, mặt không giấu được vẻ đố kỵ và oán hận. Nhà hoàn vội khuyên nhủ, đó là do tả thế tử được giáo dục nghiêm khắc, công tử có thấy y nhìn nữ nhân nào bằng cặp mắt khác bao giờ chưa? Công tử không thể kích động, nếu để lão gia biết chúng ta lén trốn ra, nhất định sẽ đánh gãy chân tiểu nhân. Công tử Mỹ lệ không kiên nhẫn, đừng nói nhảm, ta tự biết chừng mực. Một nhà đầu nông thôn quê mùa, ta thèm để vào mắt. Lúc này nha hoàn mới ngậm miệng, tiêu ngự không biết mình đã bị ghi hận vì tội, quyến rũ, tả cảnh tu, lùi lại mấy bước nhìn tả cảnh tu dẫn đoàn xe rời đi. Phượng Vân Phi thấy tả cảnh tu bỏ đi, nhất thời luống cuống vừa rồi hắn chỉ lo vỗ về phương thị, chưa cảm ơn người ta đàng hoàng, đó là người của phủ nguyên vương, sao hắn có thể thất lễ như vậy? Tiêu ngự ngăn hắn đang tính đuổi theo, cười nói, phượng đại nhân khỏi cần đuổi theo, ta đã cảm ơn tả thế tử rồi, ngăn y lại mới là vô lễ đấy. Phượng Vân Phi đành từ bỏ, chỉ nghe trường tử gọi một tiếng phượng đại nhân mà không nhịn được nhíu mày. Ngọc Nhi, ta là phụ thân ngươi, ngươi đừng gọi phụ thân bằng xương hô xa lạ như vậy phượng vân phi nói trước đó hắn bị người ta kết tội không thể quản lý chuyện nhà làm cha bất lực trường tử ở thành hoài thiên xa xôi đã bảo vệ hắn bác bỏ tất cả công kích nhắm vào phượng vân phi phượng vân phi vô cùng vui mừng vì trường tử ái mộ mình đó chính là nguyên nhân mấy hôm nay phượng vân phi vui vẻ khi nghe tin phượng chiếu ngọc lên kinh thành tiêu ngự cười khẩy không có ý kiến hắn đến chỗ phương thị phương thị đã tái mặt tay khẽ run tuy đã sớm quyết định cắt đứt liên hệ với Phượng Vân Phi, cũng biết tiêu ngự muốn nàng ly hôn với Phượng Vân Phi, nhưng tính tình nàng xưa nay hiền lành, chống đỡ được đến bây giờ đã là cực hạn. Nếu không có Bách Linh âm thầm tiếp sức thì Phương Thị làm sao chịu được bao nhiêu con mắt ở đây? Phương Thị ngẩng đầu, lo lắng nhìn con trai, cắn mạnh môi, nhẹ giọng nói, Ngọc Nhi đừng lo, con sẽ không phải hứng chịu cơn giận vô lý của đám vô lương tâm kia đâu, mẫu thân sẽ kiên trì đến cùng phượng vân phi vội bước tới cũng nhỏ giọng bảo tiêu ngự ngọc nhi mau khuyên mẫu thân ngươi đi nàng cố tình không chịu bước vào cổng phủ chúng ta hãy vào trong rồi nói đừng lo ngọc nhi sẽ không bị ghẻ lạnh trong phượng phủ ta đã dạy dỗ người hầu rồi nơi này là nhà của ngọc nhi không ai dám thất lễ với ngọc nhi đâu phương thị nắm chặt tay tiêu ngự như lấy dũng khí nàng trừng mắt nhìn phượng vân phi âm thanh bén nhọn nhà của ngọc nhi sao ta cho đây là nhà của phu nhân An Quốc Công và nữ nhân Lô Thị mới đúng chứ, ta không biết còn ai ngoài hai nữ nhân kia mới ở được cái nhà này. Hai mẹ con ta không dám trèo cao đâu. Trong ký ức Phượng Vân Phi, Phương Thị vẫn là nữ tử dịu dàng hiền hậu, chưa từng biểu lộ dáng vẻ đanh đá thế này, còn bị nàng châm chọc cho bối rối, mặt trầm xuống. Khởi văn, người biến thành như vậy từ khi nào? Đúng là nữ nhân ngu muội, đừng nói ngươi đã quên việc tốt mình làm lúc trước đấy. Phượng Vân Phi trách mắng, người đâu, đưa Phương Di Nương và Đại, Đại Tiểu Thư vào phủ. Nếu một tiếng, Phương Di Nương, chưa đủ làm đau Phương Thị thì danh sưng, Đại Tiểu Thư càng đâm sâu vào nỗi đau của nàng. Đau đến thấu tim gan, đau đến khóe mắt muốn nứt ra, đau đến nỗi nàng muốn giết chết tất cả những kẻ đã phụ bạc nàng và Ngọc Nhi, bao gồm cả bản thân nàng nữa. Bách Linh thấy người hầu Phượng Phủ đã xông tới, nóng vội nhìn tiêu ngự, lâu ngày nàng đã quen với việc chủ nhân mình có gặp khó khăn nào cũng có thể khống chế, lại thấy không dựa được vào phương thị yếu đuối, chỉ có thể trông chờ vào tiêu ngự. Nếu không, ba người thật sự bị, mời, vào phượng phủ thì chẳng phải rơi vào miệng cọp rồi sao? Lúc đó mới thật sự là kêu trời không thấu gọi đất không linh. Tiêu ngự khẽ lắc đầu, bảo Bách Linh đừng vội. Nếu Phương Thị chỉ hận Phượng Vân Phi phụ bạc thì nàng có thể sẽ nhẹ giả, bị tính tình nhu nhược lấn lướt nhưng oán hận của phương thị xuất phát từ việc phượng chiếu ngọc vị đối xử bất công lúc này hắn hoàn toàn tin tưởng vào phương thị tin nàng có thể chống đỡ cho hắn chứ không trở thành gánh nặng quả nhiên phương thị kéo tiêu ngự ra phía sau che chắn chỉ vào phượng vân phi mà mắng các ngươi ai dám đến đây hôm nay có nhiều người đang nhìn như vậy người tính bức tử mẹ con ta trước mặt công chúng sao phượng vân phi ngươi là tên bội bạc người muốn bỏ ta lấy nữ nhân khác cũng không sao người muốn dáng thê thành thiếp ta chẳng quan tâm ai bảo ngươi có muội muội là quốc công phu nhân chứ nhưng ngươi ngàn vạn lần không nên trà đạp con ta phượng vân phi không ngờ phương thị chẳng hề kiêng rẻ bao nhiêu người cứ thế phơi bày chuyện xấu trong nhà phương thị trước đây không phải người như vậy người vây quanh phượng phủ đông đến mức nước chảy không lọt dân chúng cũng ỷ thế đông mà thoải mái chỉ trò bàn tán phượng vân phi mặt mũi đỏ gay vừa lúng túng vừa tức giận ngươi sao ngươi lại biến thành như vậy phượng vân phi hết sức đau đầu ngươi còn dám nói ta dáng thê thành thiếp ngươi nhìn lại mình đi nào có phong thái chủ mẫu một phủ năm đó chính ngươi làm hỏng việc không chịu hối lỗi còn đi trách tội người khác đây là đạo lý gì hả ta hiện tại thế nào hả năm xưa đã làm gì sao phương thị cười lạnh ánh mắt liếc phượng vân phi sắc như dao trước đây nàng chưa từng nghĩ mình có thể làm ra hành vi phóng túng như vậy còn khóc lóc om sòm bên đường không ngờ lại sảng khoái đến thế năm xưa ta có tốt cách mấy cũng không sánh bằng tài nữ phu nhân của ngươi không phải sao phương thị lạnh lùng nói năm xưa ta làm sai chuyện gì phượng vân phi bên trong vẫn còn che giấu một bí mật lớn trước mắt bao nhiêu người có trời cao làm chứng ở đây ai cũng là người sáng suốt người có bản lĩnh thì mau kể lại xem ngày xưa ta làm sai cái gì kể rõ ràng tỉ mỉ Ta ngược lại muốn xem, là khởi văn ta bị mọi người phỉ nhổ hay Phượng Vân phi và tiểu thiếp của ngươi bị chúng nhân khinh thường. Lời Phương thị vừa dứt, đám đông lập tức bùng nổ. Vợ cả đánh tới cửa rồi, tiểu thiếp đâu? Còn không mau gọi tiểu thiếp ra đối chất. Đúng là muốn nhìn xem tiểu thiếp kia sắc nước hương trời cỡ nào mà có thể bắt nạt vợ cả đến như vậy. Sắc mặt Phượng Vân phi lúc xanh lúc trắng, siết chặt nắm đấm. Lô thị vừa ra đến cổng liền nghe được tiếng la hét bước chân ngừng lại, mặt vẫn trầm tĩnh nhưng móng tay đỏ tươi đã bất giác bấu chặt lòng bàn tay. Nàng cũng vừa mới biết Phương Thị đến tận cửa quẩy, sợ Phượng Vân Phi mùi lòng với Phương Thị mới ra đây. Lại không ngờ nghe thấy những lời sỉ nhục như vậy, cả đời nàng đã bao giờ bị nhục nhã đến thế đâu. Tiêu ngự bình tĩnh nhìn đám đông kích động, chưa chắc họ muốn ủng hộ Phương Thị, chỉ thấy náo nhiệt là tham gia thôi, chuyện lùm xùm của nhà quan lớn nước tiếng kinh thành có ai mà không muốn biết chương 64 đường ai nấy đi, bị phương thị chỉ vào mũi mắng mỏ, lại bị mọi người đàm tiếu, sắc mặt Phượng Vân Phi hết sức khó coi. Đến nước này rồi, mọi chuyện gần như đã rõ ràng, phương thị muốn trả mối hận khắc cốt vi tâm khiến hắn khó xử thì thôi, còn thêm quần chúng đổ dầu vào lửa làm hắn mất mặt. Hắn nhìn tiêu ngự đứng sau phương thị, mở miệng, ngọc nhi. Hắn vẫn còn nhớ, Phượng Chiếc Ngọc đã bảo vệ danh tiếng cho hắn, nhất định không muốn thấy hắn và Phương Thị chỉ trích nhau ở đây, làm mất mặt Phượng Phủ đâu nhỉ. Không chờ Tiêu Ngự lên tiếng, Phương Thị cười lạnh nói, ngươi còn dám gọi Ngọc Nhi à? Phượng Vân Phi, ngươi còn mặt mũi để gọi Ngọc Nhi sao? Nếu không phải ngươi, nếu không do các ngươi thì sao Ngọc Nhi lại rơi vào tình cảnh này? Phương Thị đột ngột thờ gấp, mặt đỏ bừng. Đám nam nữ nạm vàng nạm ngọc quyền thế ngập trời này toàn là hạng đê hèn vô liêm sỉ nếu có ngày chân tướng được đưa ra ánh mặt trời thì việc xấu chúng đã làm quá đủ để bị thế nhân phỉ báng. Phượng Vân Phi biết Phương Thị nói đúng, vì năm xưa hắn nhu nhược nên không chỉ không bảo vệ được thê tử mà còn để trường tử bị Phượng Vân Ninh chút giận, biến thành thân phận vô lý ngày nay. Trong lòng hắn dĩ nhiên có hổ thẹn, nên mấy năm gần đây hắn đã cố hết sức bồi thường cho trường tử, cũng âm thầm cho người về nhà cũng chăm sóc Phương Thị, hy vọng trường tử có thể bình an lớn lên mấy ngày trước phượng chiếu ngọc còn bảo vệ thanh danh phượng vân phi nữa mà coi như tâm huyết của hắn đã không uổng phí nhưng tại sao hôm nay tình thế lại trái ngược hoàn toàn thấy đám người vây xem nhìn chòng chọc bằng ánh mắt soi mói nghi ngờ phượng vân phi sợ cứ tiếp tục như vậy sẽ để lộ manh mối chuyện năm xưa nếu bị người có tâm nghe được sẽ lợi dụng thời cơ dù địa vị của phượng vân ninh trong phủ an quốc công rất vững chắc e cũng khó tránh phiền phức khởi văn chúng ta vào nhà rồi nói chuyện gì cũng có thể từ từ thương lượng mà phượng vân phi nhỏ giọng nói mặt đầy vẻ khẩn cầu phương thị hít vào một hơi không cần phượng phủ quá cao chúng ta với không tới phượng vân phi hôm nay ta tới đây vì muốn làm một chuyện nàng lấy trong tay áo ra một lá thư ta muốn ly hôn với ngươi phượng vân phi kinh ngạc lại nghe phương thị nói dùng thân phận chính thê để ly hôn với ngươi chuyện này sao có thể Phượng Vân phi quỳnh quáng, người, người đã không còn là chính thê của hắn là Lô Thị, Phương Thị không còn là chính thê lâu rồi, làm sao có thể dùng thân phận chính thê để ly hôn? Nếu làm vậy thì vị trí của Lô Thị biết để ở đâu? Lô Thị vẫn lặng lặng đứng nghe cách bức tường, gương mặt xưa nay trầm tĩnh không gợn sóng rốt cuộc hiện vẻ căm phẫn. Thật quá đáng, hà ma ma của Lô Thị nhỏ giọng nói, bọn họ quá khinh người. Tiểu thư, nàng nhìn Lô Thị. Lô Thị chỉ lắc đầu. Cứ để Phượng Vân Phi xử lý, nhưng mà với tính tình của cô ra, sợ là khó có thể áp chế Phương Thị. Hà Ma Ma nói, tiểu thư, địa vị chính thê của ngươi không thể có một vết dạn nứt nào, bằng không, sẽ gặp rất nhiều rắc rối. Lô Thị hơi nhíu mày, trầm tư một lát nói, chưa cứ xem Phượng Vân Phi có ứng đối được không. Nếu hắn không làm được thì phiền ma ma ra đó một chuyến. Hà ma ma ven áo hành lễ, tiểu thư cứ yên tâm, Mama nhất định không để Phương thị thực hiện được ý đồ. Lô thị cười qua loa, lòng vẫn còn nghi hoặc. Lô thị từng gặp Phương thị, nàng chỉ là một nữ nhân còn hèn nhát hơn cả Phượng Vân phi. Năm xưa nàng không dám phản kháng, tại sao qua mười mấy năm mới tìm về đòi lại vị trí chính thê? Chỉ là nàng đã bị giáng thành thiếp mười mấy năm rồi, giờ muốn giành danh phận chính thất hả? Nằm mơ đi." Lô thị cười ác ý, chỉ để Hà Mama ở lại nàng dẫn người hầu quay về hậu viện. Ngoài cổng lớn, Phương Thị và Phượng Vân Phi còn đang đối đầu, Phượng Vân Phi đương nhiên không chịu nhận lá thư đề nghị ly hôn, chỉ luôn miệng lẩm bẩm hoang đường. Phương Thị thấy hắn không nhận, ném lá thư xuống bên chân hắn. Phượng Vân Phi, nếu ngươi còn muốn trở lại thể diện cho mình và tiểu thiếp, chúng ta hãy cắt đứt đoạn nhiệt duyên này trong hòa bình, từ đây đường ai nấy đi. Nhiệt duyên, ngươi nói đây là nhiệt duyên, Phượng Vân Phi chỉ Phương Thị, cười cợt, ha ha, nhiệt duyên à. Vậy chẳng lẽ năm đó ta cứu mạng ngươi tức là cứu lầm người? Ta vì thanh danh của ngươi mà dẹp bỏ nghị hôn, đến nhà cầu hôn ngươi, đó là lỗi của ta sao? Phương thị muốn tính nợ cũ, Phượng Vân phi cũng giờ lại nợ nần với nàng, mặt mũi gì cũng vứt hết. Khoảng thời gian đó chính là ký ức hạnh phúc, ngọt ngào nhất của Phương thị, vì chuyện này mà nàng nhẫn nhịn chịu dáng làm thiếp nhịn nhục khiến con nhỏ bị dẫm đạp mà vẫn chưa bao giờ có một chút oán hận Phượng Vân Phi. Nhưng bây giờ, nghe mẩu chuyện xưa thốt ra từ miệng Phượng Vân Phi, nàng chỉ thấy kinh tởm. Ngày xưa Phượng Vân Phi đích thật là phu quân cả đời nàng, bây giờ nàng vẫn còn nhung nhớ thanh niên trung hậu thành thật năm nào. Nhưng con người sẽ thay đổi, nam nhân trước mắt này đã bị phồn hoa trốn kinh thành làm mờ mắt, bị vinh hoa phú quý biến thành hạng tiểu nhân đáng ghét. Cầm miệng, người không xứng nhắc lại chuyện cũ phương thị lạnh lùng nói phượng vân phi cũng không nhường nhịn ta không xứng ta không xứng nhắc chuyện cũ chẳng lẽ ngươi có tư cách đàm phán ly hôn với ta phương khởi văn ta cho ngươi biết muốn ly hôn với ta hả ta tuyệt không đồng ý ngươi sinh là người của phượng gia ta chết cũng là quỷ của phượng gia ngươi dẹp cái ý định ấy đi hà ma ma đứng sau bức tường nghe bên ngoài cãi vã Phượng Vân Phi cãi với Phương Thị đến đỏ mặt tía tai mà vẫn không nhắc chữ nào đến Lô Thị. Phượng Vân Phi luôn dùng ngữ ghi đối đãi với chính thất, vậy chẳng phải đã thừa nhận địa vị chính thất của Phương Thị sao, sau này Lô Thị trong Phượng Phủ phải làm thế nào? Sao có thể đỏ sức với những phu nhân quyền quy khác ở Kinh Thành nữa? Quả nhiên là nam nhân không đáng tin cậy, Hà Ma Ma khinh bỉ xì một tiếng, sửa lại vạt áo, dẫn hai tiểu nha hoàn bước thẳng ra ngoài. Phượng Vân Phi còn đang bận chừng mắt với Phương Thị. Phương Thị và Tiêu Ngự đều nhìn thấy một phụ nhân khoảng 40 ăn mặc sang trọng bước ra từ cổng lớn Phượng Phủ. Phụ nhân này đến ven áo hành lễ với Phượng Vân Phi, cười nói, lão gia, phu nhân bảo ta ra hỏi, vốn muốn mình đón đại tiểu thư, tại sao lâu thế rồi mà vẫn chưa thấy đón vào. Nghe nói Phương Di Nương Thanh Tu trong từ đường cũng đến đây à. Mười mấy năm qua không hồi phủ, lúc quay về cũng nên báo một tin chứ phu nhân đã sớm chuẩn bị, sẽ không sơ suất với Phương Di Nương, là do phu nhân chúng ta thất lễ. Phượng Vân Phi biết nàng là quản sự bên cạnh Lô Thị, xưa nay phải nể mặt mấy phần. Lúc này thấy Hà Ma Ma xuất hiện ở đây, đoán là Lô Thị đã biết chuyện bên ngoài. Nàng trước giờ tính tình cao ngạo, mắt không chứa nổi một hạt cát, Phương Thị lại luôn miệng đòi ly hôn làm địa vị của Lô Thị bị trông tranh, không biết bây giờ đang ấm ức cỡ nào ý chi muốn phân cao thấp với phương thị lập tức phai nhạt, cũng hối hận sao mình lại lỗ mãng đi tranh cãi với phương thị. Ta biết rồi, Phượng Vân Phi đáp lời Hà Ma Ma, quay lại nhìn phương thị, phương di nương, người nên biết, thiếp thất không có tư cách bàn chuyện ly hôn. Ta không truy cứu hành vi lỗ mãng của ngươi, ngươi cũng đừng cố chấp nữa. Người đâu, mời Phương Di Nương vào phủ. Hà ma ma liếc mắt ra hiệu, một hàng phụ nhân cường tráng lập tức bước ra, bao vây tiêu ngự và phương thị. Việc cấp bách bây giờ là phải áp giải phương thị vào phủ, đến lúc cổng lớn khép lại, nàng bị giam hãm trong cái chốn thâm sâu này, còn sợ nàng gây sóng gió gì nữa. Tiêu ngự gật đầu với Bách Linh, Bách Linh hiểu ý, ỉ vào dáng người thấp bé mà luồn lách chạy ra ngoài, hô hào với đám người vây xem, chư vị đại thúc đại bá, đại nương đại thẩm có thấy hay không tiểu thiếp kia ì vào sủng ái của lão gia mà muốn bắt trói phu nhân chúng ta vào phủ tùy nghi xử chi đó. Các người thấy có còn lý lẽ nữa không? Chất giọng lanh lành của Bách Linh truyền đi rất xa, đám đông đang huyên náo rất hứng thú lắng nghe. Nói tiếp đi, chúng ta đang nghe đây. Hà ma ma nghe một tiếng tiểu thiếp thì tức đỏ mặt, không kiêng rè tiêu ngự và phương thị, chỉ Bách Linh quát, còn không mau bắt tiểu nha đầu ăn nói lung tung kia. Đám phụ nhân cao to lập tức chạy đến chỗ Bách Linh. Bách Linh Linh hoạt chui luồn trong đám đông, vừa chạy vừa nói, năm đó phu nhân chúng ta sinh cho lão gia đại thiếu gia và đại tiểu thư, may mắn biết bao. Tiểu thiếp một mực ỷ vào quan hệ với tiểu cô của phu nhân, chính là muội muội của phượng lão gia, hai người hợp lực đổ tội lên đầu phu nhân, nói nàng cố ý giả dối trưởng nữ thành trường tử, nói nàng quấy rối huyết mạch phượng gia rồi dáng phu nhân làm thiếp, sau đó lại cưới tiểu thiếp kia làm vợ. Trong đám đông có không ít lão gia thiếu gia nhà quyền quý năm xưa một thái y quèn như phượng vân phi lại cưới được tài nữ lô tĩnh làm vợ là chuyện chấn động một thời của kinh thành khi đó mọi người còn hâm mộ phượng vân phi nhà giàu mới nổi còn có số đào hoa lần đầu tiên nghe có người gọi tiên tử cung trăng lô đại mỹ nhân là tiểu thiếp nhất thời cảm thấy vô cùng mới mẻ đám phụ nhân cục mịch chen lấn hồi lâu vẫn không thể bắt được bách linh lần như trạch bách linh tiếp tục gào phu nhân chúng ta ghi nhớ tình xưa nên không tố cáo phượng lão ra tội giáng thê thành thiếp lấy thiếp làm thê, tự nguyện chịu khổ trong từ đường mười mấy năm. Bây giờ phu nhân quay về cũng không để ý tiểu thiếp kia, chỉ muốn yên lặng ly hôn, lấy lại tự do, từ nay về sau cùng đại tiểu thư sống nương tựa lẫn nhau. Chẳng lẽ kinh thành lớn như vậy mà không thể ban cho phu nhân chút công bằng ấy sao? Một phụ nhân suýt nữa đã bắt được Bách Linh, lại bị hai nam nhân dáng vẻ như đồ tể cười hì hì che chắn cho Bách Linh bé nhỏ. Tiểu nha đầu này nói nghe còn hay hơn nghe hát, sao có thể để người gián đoạn chứ nơi này có ít nhất cũng hai ba trăm người đang vây kín xem trò vui mà xem trò vui lại không phạm pháp mọi người đương nhiên phải nhiệt tình ủng hộ rồi bách linh vừa tránh né vừa gào tiếp dưới chân thiên tử có còn vương pháp nữa không tiểu thiếp muốn mưu hại chính thất kia nếu phu nhân nhà ta xảy ra bất chắc xin các vị phụ lão hương thân nhất định phải nhớ kỹ tiểu thiếp kia là lô tĩnh con gái của đương triều lễ bộ thượng thư chắc chắn là đôi cầu nam nữ kia cấu kết với nhau hạ độc phu nhân. Không biết nữ tử nào trong đám đông tiếp một câu, còn lễ bộ thượng thư đâu, không biết lễ bộ thượng thư dạy con thế nào mà dạy ra một nữ nhi làm tiểu thiếp tranh giành nam nhân với người ta, đúng là vô liêm sỉ. Bất kể đại gia hay tiểu môn hộ, chính thất nào cũng căm hận những tiểu thiếp dùng sắc đẹp dụ dỗ nam nhân, lời này đương nhiên được quần chúng ủng hộ nhiệt liệt. Lại một nam tử nào đó cười nói, ta cũng muốn nhìn xem, Phòng trừng tiểu thiếp này sắc nước hương trời lắm, hoặc là thủ đoạn vô biên, nếu không thì có nam nhân nào đồng ý để tiểu thiếp hà hiếp chính thất chứ? Đám đông sôi nổi nghị luận, tiểu thiếp của Phượng Phủ khiến hà ma ma giận đến rậm chân, mặt lúc đỏ lúc trắng, tiêu ngự còn lo không biết phụ nhân này có bị bách linh chọc cho phát bệnh tim không? Phượng Vân Phi xanh mặt đứng bất động, vẫn hận nhìn phương thị, rồi lại bị ánh mắt lạnh lẽo của nàng châm chích ngược lại, càng thêm khó chịu từ lúc tiểu nha đầu kia chạy loạn cũng khá lâu rồi, chuyện nhà phượng phủ ắt hẳn còn bị đám dân thường thêm mắm thêm muối lan truyền khắp nơi. Hắn gần như đã tưởng tượng ra cảnh mấy ngày sau, các quán trà đầu đường quê phố sẽ có thêm một câu chuyện mới toanh. Nhất định là Phương Thị đã xui dục Bách Linh, Phương Thị lại dám dùng cách cá chết lưới rách như vậy. Coi như Phượng Vân Phi thật sự bị bôi nhỏ thì Phương Thị được lợi gì chứ? Phượng Chiếu Ngọc phải làm sao? Thậm chí cả Phượng Chiếu Kỳ nữa sau này bọn chúng phải ngẩng đầu làm người thế nào đây? điên rồi, người điên rồi. phượng vân phi kéo tay phương thị, cả giận nói: người rốt cuộc có biết mình đang làm gì không? người muốn ngọc nhi và kỳ nhi sau này phải làm sao đây? phương thị nhặt lá thư ly hôn đưa đến trước mặt hắn. có phụ thân như ngươi mới khiến bọn chúng không thể ngẩng mặt. hôm nay ta chỉ thông báo với hàng xóm láng giềng, ngày mai biết đâu ta sẽ bẩm báo lên thuận thiên phủ đấy. Phương thị cười lạnh, dù phải nằm bàn trông ta cũng không hối tiếc. "Ngươi, Phượng Vân Phi cứng họng, nói cho cùng, tội giáng thê thành thiếp nếu dân không tố cáo thì quan không xét xử, nếu Phương thị muốn tố thì hắn làm sao biện giải được?" Lần trước bị cáo buộc, hắn còn có thể dùng cớ Phương thị gây rối loạn huyết mạch Phượng ra để chống chế, hôm nay có mặt Phượng Chiếu Ngọc, chuyện năm xưa nàng lại biết rõ ràng, nếu uy hiếp Phương thị, sợ là nàng sẽ vạch trần chuyện của Phượng Vân Ninh. Vừa rồi tiểu nha đầu kia cũng có nhắc đến Phượng Vân Ninh, chính là nhắc nhở của Phương Thị với Phượng Vân Phi. Muội muội như sát thần kia hắn nhìn một hồi còn thấy sợ, vậy mà Phương Thị dám kéo cả nàng xuống nước. Người làm tất cả cũng chỉ vì tờ giấy ly hôn này sao? Sau khi ly hôn thì ai che chở cho ngươi? Vừa rồi ngươi còn mắng nhiếc Vân Ninh, ngươi không thể không biết thủ đoạn của nàng. Ngươi không sợ nàng trả thù hay sao? Phượng Vân Phi trầm giọng giận dữ. Thủ đoạn, Mắt Phương thị như sắp bắn ra lửa, sao ta lại không biết thủ đoạn của muội muội ngươi chứ? Ta tự mình nếm trải mười mấy năm, sao lại không biết được? Ngươi khỏi cần bận tâm ai che chở ta, ít ra còn an toàn hơn ở lại bên cạnh ngươi. Lúc muội muội tốt của ngươi phái côn đồ đến ám sát Ngọc Nhi thì ngươi đang ở đâu hả? Giờ còn đứng đây nói láo không ngượng miệng, ngươi có biết xấu hổ hay không? Cái gì? Ám sát Ngọc Nhi? Sao, sao có thể? Phượng Vân phi ngơ ngác, tại sao nàng phải giết Ngọc Nhi? Không thể, nhất định có hiểu lầm. Tiêu Ngự bước lên nói, không sai đâu, là Nguyên Vương Thế Tử đã cứu ta. Phượng Vân ninh phái người ám sát, Lô Thị phái Trịnh Thị hạ độc, những chuyện này là sự thật. Ta nói cho Phượng lão gia không phải vì tranh thủ tình cảm của ngươi, cũng không quan tâm ngươi tin hay không, chỉ mong ngươi niệm tình phu thê với mẫu thân, niệm tình phụ tử với ta mà ký vào giấy ly hôn từ nay về sau chúng ta không còn liên quan gì đến nhau nữa. Phượng Vân Phi nghe tiêu ngự nói xong, khiếp đảm trợn mắt. Không thể, không thể nào. Rõ ràng Phượng Vân Ninh đã nâng đỡ hắn, Lô Thị vô cùng thuận theo ý hắn, còn thay hắn chăm sóc Phượng Chiếu Ngọc và Phương Thị ở thành Hoài Thiên. Mười mấy năm qua hắn thấy hết mà, sao lại phát sinh chuyện như vậy được? mươi 65 ly hôn thả người, Phượng Vân Phi đương nhiên khó có thể tin lời tiêu ngự, một người là muội muội ruột thịt tuy uy nghiêm nhưng đặc biệt cất nhắc hắn, một người là thê tử lạnh lùng nhưng dịu dàng săn sóc, làm sao hắn tin được hai nữ nhân này lại hạ sát thủ với người từng là vợ và con trai ruột của mình. Tiêu ngự nói, Phượng lão ra, điều chúng ta muốn là ngươi chỉ cần ký vào giấy ly hôn. Năm xưa ngươi có ơn cứu mạng mẫu thân, mẫu thân bị vua hoan, bị giam cầm mười mấy năm qua, coi như đã trả hết rồi nếu ngươi còn chút tình với mẫu thân thì hãy ký vào giấy ly hôn đi triệt để cắt đứt tình phu thê nếu ngươi vẫn cố chấp lô thị là chính thất không đồng ý để mẫu thân dùng tư cách chính thất để ly hôn thì ngươi cũng thấy rồi đấy không phải ngươi không đồng ý là có thể giấu được bây giờ ly hôn mấy hôm nữa lời đồn sẽ lắng xuống lô thị vẫn là chính thất phu nhân của phượng phủ nếu ngươi không ký sẽ gây bất lợi cho danh tiếng của lô thị phượng lão gia ngươi suy nghĩ cho kỹ đi Phượng Vân Phi trừng mắt với trường tử, ngươi, ngươi đang uy hiếp ta sao? Còn không, ngươi không muốn bị uy hiếp thì lập tức đuổi lô thị đi đi, đón mẫu thân ta vào, thừa nhận mẫu thân mới là đại phu nhân danh chính môn thuận của Phượng Phủ. Tiêu ngự cười nhạo, Phượng Chiếu Ngọc sẽ xem ngươi như phụ thân, tôn kính phụng dưỡng. Từ nay về sau, ngươi phải làm một người chồng, người cha đúng mực, bảo vệ mẫu thân khỏi thủ đoạn của Phượng Vân Ninh, bảo vệ Phượng Chiếu Ngọc không bị khuất nhục quang minh chính đại khôi phục thân phận phượng đại thiếu gia. Người có làm được không, phụ thân? Ta, ta, phượng vân phi cứng họng hắn quay lại nhìn phương thị, trên mặt phương thị toàn là buồn đau. Phượng vân phi, tất cả đau khổ oan ức của Ngọc Nhi đều do ngươi bất tài. Hắn còn quá nhỏ, tại sao phải chịu đựng những thứ này? Ta đã chịu khổ mười mấy năm, ta không hiểu tại sao ngươi có thể yên tâm hưởng thụ những thứ do thủ đoạn xấu xa mang lại. Phương Thị khàn cả giọng, đưa giấy ly hôn đến trước mặt Phượng Vân Phi, ly hôn đi, Phượng Vân Phi. Ta không phạm ba tội bất hiếu, người không thể hưu ta, nhưng có thể thả ta đi. Phượng Vân Phi ngập ngừng, cuối cùng cũng nhận lấy tờ giấy mỏng tang. Từng câu từng chữ đều sửa theo giọng điệu của hắn, giải trừ gắn kết, lưu chi oán hờn. Phượng Vân Phi lầm bẩm ghi nhớ, hà ma ma thấy Phượng Vân Phi biến sắc, cũng không cố bắt bách linh nữa, vội đến nói, lão ra, ngươi không thể hồ đồ làm bừa. năm xưa Phương Thị đã bị giáng làm thiếp rồi phu nhân mới gả vào Phượng phủ. nếu bây giờ ngươi viết giấy thả vợ thì vị trí của phu nhân nằm ở đâu? Phượng Vân Phi tất nhiên rất khó xử, lại thấy Phương Thị và Tiêu Ngự nhìn mình khinh thường, lửa giận lại bùng lên, làm ngơ hà ma ma. nơi này chưa đến lượt lão bà ngươi lên tiếng. Phượng Vân Phi thẹn quá hóa giận, hà ma ma lảo đảo, được mấy tiểu nha hoàn đỡ lấy, còn muốn khuyên tiếp lại thấy biểu hiện lúng túng của phượng vân phi biết hắn không chịu nổi ép buộc của phương thị và phượng chiếu ngọc nữa lòng không ngừng kêu khổ bách linh đã biến mất dạng trong đám đông nàng cũng không cố bắt nữa vội vàng vào phủ báo tin cho lô thị phượng vân phi cầm tờ giấy ly hôn như đang cầm khoai lang nóng vứt không được để lại cũng không xong trong lòng hắn không muốn ly hôn với phương thị rốt cuộc vì tình cũ hay vì lô thị hắn không nói rõ được chỉ không muốn cứ vậy mà ly hôn. Khởi Văn, ngươi, ngươi đừng ép ta. Chúng ta có thể dùng cách khác mà, phương gia đã không nhận ngươi, ly hôn rồi ngươi tính đi đâu? Phượng Vân Phi chậm rãi thương lượng. Phương thị thất vọng nhìn Phượng Vân Phi, Phượng Vân Phi lại mang đầy hy vọng nhìn lại nàng, cứ như tin tưởng rằng răm ba câu là có thể khuyên nàng hồi tâm chuyển ý. Phương thị nói, "Phượng Vân Phi, ta không đến để thương lượng với ngươi. Ngươi đừng quên" thân phận của Ngọc Nhi chính là nhược điểm lớn nhất của muội muội ngươi. Năm xưa nàng đổi trắng thay đen, hại Ngọc Nhi bị nuôi lớn dưới phận nữ tử. Nàng dùng chuyện cũ giáng trước ta, cả kinh thành ai mà không biết. Ngọc Nhi không thể vĩnh viễn sống trong cái lốt giả tạo này. Một khi Ngọc Nhi khôi phục thân phận, ngươi cho là những thế gia đại tộc kia sẽ để yên hay sao? Âm thanh trầm thấp của Phương Thị làm trái tim Phượng Vân Phi phát run. Phương Thị nói tiếp, Phượng Vân Ninh thủ đoạn ác độc, chắc cũng gây thù không ít đâu nhỉ. Bây giờ ngươi dựa vào phủ quốc công để vươn lên làm thái y viện sử, trở thành tâm phúc của hoàng đế, hẳn có không ít người chờ ngươi ngã ngựa nhỉ. Đến lúc đó ngươi sẽ tiếc hận hay vẫn chú tâm đánh kẻ xa cơ. Nếu chuyện năm xưa bị vạch trần, không biết phủ an quốc công sẽ xử tội thủ phạm khiến gia tộc họ xấu mặt mười mấy năm qua như thế nào đây? Phượng Vân Phi hoảng hốt bịt miệng phương thị, ngươi, ngươi điên rồi người dám dùng chuyện này uy hiếp ta người đừng quên ngọc nhi và kỳ nhi đều là con cháu phượng gia ta nếu phượng phủ sụp đổ thì chúng phải làm sao phương thị cười lạnh vậy thân phận của ngọc nhi hiện tại chắc tốt lắm à chẳng lẽ ngươi thật sự hy vọng hắn gả cho người ta nếu ngươi đồng ý cũng không sao cả ngươi đã cố ý không cho chúng ta đường sống thì ta cũng không sợ cá chết lưới rách phượng vân phi nhìn thấy quyết tâm đoạn tuyệt trong mắt phương thị rốt cuộc phương thị chỉ đang phô trương thanh thế uy hiếp hắn hay thật sự hận hắn tận xương tùy thà liên lụy đến ngọc nhi và kỳ nhi cũng muốn ân đoạn nghĩa tuyệt với hắn phượng vân phi không dám đánh cược hắn siết chặt giấy ly hôn nhìn phương thị một lúc cuối cùng cúi đầu thở dài được được ta ký ta ký là được chứ gì vậy ta đứng ngoài cổng chờ giấy ly hôn của phượng lão gia hy vọng phượng lão gia đừng để thiếp chờ quá lâu phương thị lùi về sau một bước cúi đầu nói. Phượng Vân Phi vung tay áo quay vào trong, những người hầu Phượng Phủ thấy thế, hai mặt nhìn nhau, cũng không dám gây khó dễ Phương Thị và Tiêu Ngự, đều lui vào trong chờ lệnh. Phượng Vân Phi bước nhanh đến thư phòng, hớt hải lấy bút, chấm mực định viết xuống. Lão ra chậm đã, tiếng Lô Thị vang lên ngoài cửa thư phòng, Phượng Vân Phi dừng lại, quay đầu nhìn ra, thấy Lô Thị vận áo gấm đỏ thấm, khác hẳn y phục trắng thuần khít thường ngày, châu ngọc trên châm cài lay động, chậm rãi bước vào phu nhân sao lại tới đây trong tâm trí phượng vân phi lúc này toàn là phương thị giờ thấy lô thị thì không mấy dễ chịu vội đặt bút xuống tiến lên đón ta nghe nói ngoài cổng phát sinh chuyện lớn lô thị nhẹ giọng nói khóe mắt thăm dò biểu hiện của phượng vân phi thấy hắn nhíu mày khổ sở chứ không có phẫn hận bị phương thị kia bước đến như vậy mà vẫn không sinh hận nam nhân này cũng thật là lô thị nhét khóe môi liếc đến bàn lại ngẩng đầu nhìn Phượng Vân Phi. Lão gia thật sự muốn viết giấy thả vợ cho Phương Thị sao? Phượng Vân Phi gật đầu hơi mất tự nhiên, nói, phu nhân đừng suy nghĩ nhiều, là do ta nợ nàng. Hướng hồ cãi vã ngoài cửa, Phượng Phủ sẽ thành trò cười cho người ta, vậy còn ra thể thổng gì nữa? Vẫn nên đổi lấy thanh tịnh cho rồi. Phụ thân muốn đổi lấy thanh tịnh sao không đối phó với kẻ chủ mưu, ngược lại muốn khiến mẫu thân chịu oan, làm vậy mà xem được à? Phượng Chiếu Lâm đột ngột bước vào, uất ức nói. Bên cạnh Phượng Vân Phi chỉ có mỗi đứa con gái này, xưa nay xem nàng như châu báu, giờ bị Phượng Chiếu Lâm chỉ trích như vậy, càng thêm áy náy. Nhưng tuy áy náy cũng không dung túng như thường ngày. Còn không hiểu đâu, Phượng Vân Phi lắc đầu thở dài. Phượng Chiếu Lâm nóng vội nhìn Lô Thị, Lô Thị cũng nhíu mày. Phụ thân, nếu không muốn làm lớn chuyện, chi bằng, mời cô cô đến giải quyết xem sao. Phượng Chiếu Lâm nũng nịu kéo tay Phượng Vân Phi. Phượng Vân Ninh cam hận Phương thị thấu xương, tuy không rõ nguyên nhân, nhưng năm xưa chính Phượng Vân Ninh đã lấy cớ giáng Phương thị từ chính thất phu nhân thành thiếp thất, đạp xuống bùn lầy, bây giờ muốn xử lý Phương thị nào có khó khăn gì. Không được, không ngờ Phượng Vân Phi đột nhiên hét một tiếng, dọa Phượng Chiếu Lâm nhảy dựng. Tuyệt đối không thể để cô cô con nhúng tay vào chuyện Phương thị. Phượng Vân Phi nóng nảy đi tới đi lui, được rồi, việc này ta tự biết chừng mực sau này sẽ không ảnh hưởng đến thân phận mẫu tử con đâu phu nhân lâm nhi các ngươi hãy bình tĩnh chờ ta đuổi phương thị đi rồi sẽ nghiêm khắc chấn chỉnh người trong phủ họ chắc chắn sẽ không thất lễ với phu nhân lô thị khịt mũi khinh thường cách giải quyết của phượng vân phi ngay cả phượng chiếu lâm cũng thấy phụ thân của nàng ngây thơ đến nực cười lô thị hơi đâu đi quan tâm thái độ của người trong phủ hôm nay phương thị náo loạn muốn lấy thân phận chính thất để ly hôn chẳng phải muốn sau này được hoàn toàn tự do hay sao trong kinh thành chẳng có chuyện gì mới lạ sau đó tất cả mọi người sẽ biết chính thất phu nhân của phượng phủ mười mấy năm qua hóa ra lại là phương thị thế thì lô thị sẽ biến thành người thế nào vậy mà lần này phượng vân phi rất cứng rắn gọi người hầu đưa lô thị và phượng chiếu lâm ra ngoài hà ma ma đang chờ ngoài thư phòng thấy hai nàng đi ra cuống quyết lên đón lô thị dùng mắt ra hiệu hà ma ma không dám lên tiếng mọi người đến thẳng viện tử của lô thị sau khi đuổi phượng chiếu lâm về hà ma ma vội nói phu nhân rốt cuộc thế nào rồi lẽ nào lão gia không để phu nhân và tam tiểu thư vào mắt sao lô thị trầm mặt không nói hà ma ma tự hiểu được phượng vân ninh kia rốt cuộc làm việc thế nào năm đó chính nàng nhảy ra ôm đồm mọi chuyện nói có thể an bài cho tiểu thư không cần tốn sức lực mà vẫn có thể khống chế hoàn toàn nhà chồng, bằng không nương nương sẽ không đánh giá nàng cao hơn. Xem hôm nay xảy ra chuyện gì kìa." Hà Mama căm tức nói. "Lô thị trầm giọng, Mama cẩn thận lời nói." Hà Mama vội tự trách, nô tỳ lắm miệng. Lô thị trầm tư một lát, nói, "Có một chuyện ta không hiểu, Mama cho người đi thăm dò xem, tại sao năm đó Phượng Vân Ninh lại căm hận Phương thị như vậy." Nhớ kín đáo đừng để nàng phát hiện. Hà ma ma cúi đầu đáp, tiểu thư yên tâm, ma ma nhớ phải cẩn thận, đừng bất kính với nàng, tốt xấu gì thì hiện tại nàng cũng là tâm phúc của Lý Thị. Lô Thị nhẹ giọng nói, dựa vào tháp quý phi nhắm mắt dưỡng thần. Hà ma ma đến hầu hạ, trả lời, nô tỳ biết thiệt hơn mà. Lô Thị gật đầu, không biết là ảo giác hay âm thanh bên ngoài quá ầm ý, từng tiếng tiểu thiếp mơ hồ truyền vào, chui vào não khiến đầu đau nhức. Phượng Vân Phi viết xong giấy thả vợ, cầm lên thổi khô mực, nhìn lại mà kinh ngạc, rồi cũng bỏ vào bao thư, giao cho quản gia mang ra ngoài. Hắn không muốn đối mặt với Phương Thị và Phượng Chiếu Ngọc nữa. Phương Thị cầm tờ giấy vẫn còn vương mùi mực, nét chữ trên giấy hết sức quen thuộc, cuối cùng không nén nổi đau xót, rơi xuống một giọt lệ. mươi 66 lần đầu vào vương phủ, quản gia giao giấy ly hôn cho Phương Thị, khó xử nhìn tiêu ngự. Đại tiểu thư, lão gia còn nhờ ta truyền lời vốn là lão gia đã cho người tu xếp xong một khuê phòng cho đại tiểu thư chỉ là hiện tại phượng chiếu ngọc dẫn phương thị hùng hồ đánh tới cửa đập nát mặt mũi hắn không chừa một mảnh hắn tự hỏi những năm nay hắn cũng đối xử hết lòng với phượng chiếu ngọc hàng năm còn gửi về nhiều bạc thế mà có bất mãn cũng không nên đối xử với hắn như vậy huống chi hắn là còn là phụ thân trong lòng phượng vân phi vừa áy náy lại vừa oán hận phương thị và phượng chiếu ngọc Quản gia nghĩ lão gia nhà mình không dám đuổi vợ cả và trưởng nữ đi nên để mình ra đóng vai phản diện. Đại tiểu thư này nhìn cũng không phải dạng người hiền lành nhẫn nhịn. Ý của lão gia là, đại tiểu thư đương nhiên vẫn là đại tiểu thư của Phượng phủ, nhưng với tình huống hiện tại, đại tiểu thư có vào phủ ở cũng chưa chắc được yên bình. Vậy nên, Tiêu Ngự nghe Phượng Vân phi muốn đuổi hắn đi liền nở nụ cười. Phượng Vân phi vẫn chưa quá ngây thơ, đã quậy thành thế này chẳng lẽ còn muốn xem hắn như Phượng Đại Tiểu Thư mà mời vào Phượng Phủ ở chắc. Cũng may Phượng Vân Phi biết hắn là nam, nếu Phượng Vân Phi dám xem hắn là nữ tử mà làm thế thì đúng là cặn bã không xài được nữa. Được rồi, người vào nói lão ra đừng lo, chỉ cần hắn có bản lĩnh quản chặt muội muội và thê tử thì ta sẽ không chủ động đến gây sự. Tiêu ngự nói, quản gia thấy nàng nói trắng như vậy, liên tục lau mồ hôi chán, tính chạy vào trong. Chờ đã tiêu ngự gọi, nói phượng lão gia rằng vừa mới ly hôn nên của hồi môn của mẫu thân gửi tạm trong quý phủ nghĩ chắc phượng lão gia cũng không nhớ rõ đâu chờ mẫu thân về nhà mẹ lấy danh sách sẽ quay lại lấy mong phượng lão gia đừng có quyệt nợ quản gia bất lực không thể làm gì khác là đáp ứng quay vào phủ phượng vân phi nghe xong tường thuật của quản gia lòng càng lạnh lẽo nghĩ rằng phương thị và phượng chiếu ngọc náo loạn không phải vì oán hận tích tụ mười mấy năm mà là muốn đòi lại của cải nhất thời càng thêm chán ngán và thù hằn. Của hồi môn của Phương Thị đã xài không ít lúc còn ở thành Hoài Thiên, dùng để mua rất nhiều thôn trang ruộng đất, giờ đang nằm trong tay tam lão phu nhân. Còn tiêu một ít dùng đốt lót để tạo quan hệ với cấp trên, bằng không một đại phu quèn không ai tiến cử như hắn làm sao đủ trình độ và tư cách lên kinh thi vào Thái Y Viện. Đến kinh thành càng tiêu nhiều hơn, sau khi Phượng Vân Ninh vào phủ quốc công thì tiêu tiền như nước của hồi môn của Phương Thị đã vơi hết bảy tám phần, giờ Phương Thị còn muốn cầm danh sách đến đòi, hắn biết lấy đâu ra mà trả. Phương Thị nhận được giấy ly hôn, cổng lớn phượng phủ cuối cùng cũng bình yên khép lại. Quần chúng nhân dân thấy không có náo nhiệt để xem nữa, chỉ có thể mất hứng tản đi. Ta nói chứ, vợ cả vẫn quá hiền lành, phải kiện loại nam nhân cặn bã dám vứt bỏ vợ lên quan phủ, để hắn không được làm quan nữa. Mọi người vẫn chưa hạ sốt, nghị luận sôi nổi tiêu ngự bất đắc dĩ cười khổ từ xưa dân không đấu với quan huống hồ quan còn lớn như vậy tính đấu đến sức đầu mẻ chán hay sao cuộc sống của mình vẫn quan trọng hơn tiêu ngự đỡ phương thị lên xe ngựa phương thị như đã bộc phát hết sức lực lúc này ngơ ngác nhìn tiêu ngự nói con trai bây giờ mẫu thân đã không còn là người phượng gia bọn họ cũng không thể trắng trợn hại ta nữa con không cần phải tiếp tục lo lắng cho ta rồi sau này con muốn làm gì thì cứ làm đi, cứ thoải mái mà làm. Phương thị không quan tâm tình cảnh mình ra sao, nàng chỉ không muốn trở thành gánh nặng của con trai. Được rồi, mẫu thân." Tiêu Ngự cười an ủi, lòng thầm tính toán thu xếp chuyện về sau cho Phương thị. Lúc ở thành Hoài Thiên, Tiêu Ngự cũng có nghe về Phương gia, chuyện làm ăn của Phương gia ngày càng phát đạt, từ lâu đã vươn ra khỏi thành Hoài Thiên rồi. Năm xưa trách Phương thị nhu nhược không biết đấu tranh, nên đã xem như không có nữ nhi này, những năm gần đây cũng mặc kệ không hỏi han gì. Bây giờ không biết có đáng tin để dựa vào không? Còn một quả bom hẹn giờ Phượng Vân Ninh nữa, nếu nàng biết chuyện hôm nay, sợ là nàng sẽ càng không tha cho Phương Thị. Phương Thị và Chiếu Kỳ Át không muốn thấy Phượng Phủ gặp tai họa, nhưng nữ nhân ích kỷ Phượng Vân Ninh chỉ biết lo cho mình, phải vĩnh viễn diệt trừ hậu hoạn mới đúng phong cách của nàng. Phương Thị mù mờ hỏi, Ngọc Nhi, tuy lần này thành công nhưng mẫu thân vẫn thấy trống rỗng bây giờ chúng ta phải đi đâu kinh thành rộng lớn nhưng nào có chỗ cho mẹ con họ dung thân tiêu ngự cười nói mẫu thân đừng lo giờ chúng ta đi tìm tả thế tử tả thế tử đã hẹn với ta rồi phương thị đờ người tái mặt con con của ta phương thị đột nhiên lấy khăn tay lau nước mắt tiêu ngự không hiểu gì cả vừa rồi phương thị còn dữ dội lắm mà không lẽ giờ mới biết sợ hắn vỗ vai phương thị động viên, mẫu thân đừng sợ, ta và tả thế tử đã trải qua nhiều chuyện ở thành hoài thiên, tả thế tử thật lòng muốn kết giao với ta. Tả thế tử là người rất có năng lực và mưu lược. Bây giờ chúng ta không có chỗ nương thân nhưng đã có tả thế tử mà, y sẽ bảo vệ chúng ta. Nghe tiêu ngự an ủi như vậy, phương thị lại càng chua sót, nghẹo ngào khóc nấc. Nàng cũng có tuổi rồi, sao có thể không thấy tả thế tử rõ ràng có tình ý với Ngọc Nhi giờ còn muốn dâng mình vào miệng cọp, nếu bọn họ chạy trốn thì kinh thành chính là địa bàn của tả thế tử, họ thế đơn lực bạc, có thể trốn ở đâu chứ, Ngọc Nhi làm sao thoát khỏi tay nam nhân kia được. Chủ tớ ba người ngồi trong xe ngựa lắc lư đến cổng vương phủ. Nhị cửu đã sớm chạy về vương phủ báo với tả cảnh tu, tiêu ngự vừa xuống xe đã thấy cái thân ngọc ngà của tả cảnh tu đứng đón ngoài cổng. Nhìn khi thế này, có mười phượng phủ thúc ngựa cũng không đuổi kịp phủ nguyên vương. Dù năm xưa Phượng phủ đã bỏ một số tiền rất lớn mua khu nhà bề thế ở kinh thành. Không hổ là vương gia khác họ được sắc phong từ thời lập quốc, hai bức tượng sư tử đá trước cổng nhuốm đầy màu tăng thương trải bao năm tháng, chắc cũng là đồ cổ trăm năm nhỉ. Vậy mà dám trưng bày lồ lộ trước cổng. Tiêu Ngự bước đến, cười với Tạ Cảnh Tu, không dám phiền thế tử cho người tiếp đón, ta đã đến tìm thế tử đây. Tâm tình Tạ Cảnh Tu hiển nhiên rất vui sướng, tao nhã bước xuống bậc thang, tay trái cách lớp vải y phục cầm tay tiêu ngự, tự nhiên dẫn hắn vào cổng phủ nguyên vương. Phương thị và Bách Linh bị đám tiểu nha hoàn vương phủ vây quanh, tay siết chặt khăn, mắt nhìn chằm chằm cái tay không biết quy củ của tả thế tử, trong lòng xoắn suýt vô cùng. Tả cảnh tu dắt tiêu ngự đi thẳng vào vương phủ, cột xa dọc đường được chạm trổ tinh xảo cầu kỳ, cả trăm dãy hành lang cong cong uốn lượn làm hắn trợn mắt há mồm. Nơi đây quả thật như một viện bảo tàng, Người bình thường có thể sống trong này được sao? Tả cảnh tu thấy tiêu ngự ngoan ngoãn để y nắm tay cả đường. Khóe miệng hiện nụ cười nhàn nhạt. Đám người hầu vương phủ thấy mà tưởng bị hoa mắt. Cảnh giới khiếp sợ không thua gì tiêu ngự. Thế tử cười, thế tử thế mà cười kìa. Đại công tử từ nhỏ đến lớn chưa ai thấy y khóc hay cười. Bây giờ lại cười kìa. Phương thị không dám khóc sướt mướt nữa. Vừa quan sát bốn phía vừa thì thầm với Bách Linh sao vẻ mặt của người hầu vương phủ quái gì quá vậy, còn lén nhìn tả thế tử. Và Ngọc Nhi của nàng nữa. Bách Linh vô tư trả lời, phu nhân yên tâm, chờ sau này tiểu thư gả cho thế tử ra, nhất định nô tỳ sẽ dạy cho họ biết nghe lời, không tiểu quỷ nào trốn được đâu. Phương Thị lại muốn khóc, tiêu ngự theo tả cảnh tu đến một tiểu viện rất tao nhã đẹp đẽ, trước cửa viện treo tấm biển lớn, bên trên viết ba chữ rồng bay phượng múa phì ngọc hiên rất khí thế, đứng gần vẫn còn người thấy mùi mực bổn thế tử mới viết đó. Tả cảnh tu mở miệng, giọng điệu thản nhiên làm người ta nghe không ra y muốn tranh công, Phượng Đại Phu có vui không? Tại sao hắn phải vui? Không chờ tiêu ngự trả lời, Tạ thế tử đã đẩy cánh cửa sơn xanh, luồng hương thanh mát lập tức ùa vào mặt, đập vào mắt là mấy cây hoa mơ tươi tốt, đứng ngay ngắn hai bên con đường lát đá xanh, uốn lượn quanh co dẫn đến phòng lớn, góc sân còn có chiếc xích đu treo trên cành cây. Phong cách trang trí ngập tràn hương vị thiếu nữ, nhìn sao cũng thấy không giống viện tử đãi khách. Tả cảnh tu vào cửa trước, thấy tiêu ngự vẫn đứng bất động bèn vô cùng bá đạo kéo hắn, tiêu ngự loảng choảng vào theo. Thời gian quá ngắn, bổn thế tử vẫn chưa bày biện xong. Tả cảnh tu giải thích, như vậy mà gọi là chưa bày biện tốt, vậy phải trang trí thành hình dạng gì mới gọi là tốt. Khóe miệng tiêu ngự giật giật, dùng lực kéo tả cảnh tu đang tính vào trong, thế tử chờ chút đã. Tả cảnh tu mặt nặng mày nề nhìn hắn, mặc dù tả thế tử xưa nay vẫn đeo cái mặt như cả thế giới đều thiếu nợ y, nhưng hiện tại tiêu ngự vẫn mẫn cảm nhận ra thế tử đại nhân không vui. Ngươi không thích à, tả thế tử nói, đây là bổn thế tử đặc biệt chuẩn bị cho ngươi mà. Tả thế tử tự não bổ mang gương mặt lạnh băng mà lòng tung tăng tỉ mỉ sắp xếp một viện tử phong cách thiếu nữ, lại bị hắn dội một gáo nước lạnh, tiêu ngự cũng thấy áy náy. Hắn quay lại nhìn phía sau, đám người hầu vương phủ vốn theo hầu không thấy đâu cũng không thấy phương thị và bách linh chắc là căn dặn của tả cảnh tu muốn một mình dẫn hắn đến đây rõ ràng thế tử vẫn xem hắn là nữ tử mà theo đuổi thật khổ não tiêu ngự nói ta cứ nghĩ thế tử đổi xương hô gọi ta là phượng đại phu tức là đã chấp nhận thân phận của ta rồi từ lúc hắn thẳng thắn với tả cảnh tu sau đó y không gọi hắn là phượng đại tiểu thư nữa tức là tin hắn không phải nữ tử thật ra tiêu ngự rất hài lòng với danh xưng phượng đại phu tả cảnh tu trầm mặc một lúc đó là hai chuyện khác nhau tiêu ngự chỉ cai xích đô bằng mây chắc đến mùa xuân sẽ bông hoa chừng mắt nói rõ ràng là một chuyện tả cảnh tu nhìn cai xích đô đừng càn quấy tiêu ngự nổi nóng rốt cuộc là ai càn quấy đây bổn thế tử tin tưởng nhân phẩm phượng đại phu sẽ không nói dối nhưng không chứng kiến tận mắt thì bổn thế tử không tin dễ vậy đâu tả cảnh tu nói có ý gì, ý trên mặt chữ, tiêu ngự đối mặt tạ cảnh tu một hồi, chạy đi đóng cửa rồi vào phòng, hớt hải cởi quần áo. Muốn chứng kiến tận mắt thì quá dễ, đến đây, thế tử cứ nhìn thoải mái. Bác sĩ tiêu rất phóng khoáng, tục ngữ nói quân tử thẳng thắn vô tư, tiểu nhân mới giấu xx, hắn không có gì để giấu giếm hết, phải nhanh chóng cho tả thế tử chưa trải sự đời tan nát cái tâm tư kiều diễm kia mới được. Tả cảnh tu quay phát đi chỗ khác, nghiêm túc nói, còn ra thể thống gì nữa, Phượng Đại Phu mặc xiêm y vào đi. Tiêu ngự chạy ra trước mặt y, tạ cảnh tu lập tức quay đi, không dám nhìn thẳng tiêu ngự, chỉ nghĩa thấy cần cổ và bờ vai trắng ngần, tạ thế tử vô cùng chính nhân quân tử nhắm mắt lại. Bác sĩ tiêu lỗ vai bị gió thổi lạnh phát run, vậy mà người ta một mực không muốn nhìn, người nói muốn chứng kiến tận mắt mà, giờ cho nhìn lại không nhìn, rốt cuộc ngươi muốn thế nào. Tả thế tử thông minh cơ chí, lúc ương bướng lên cũng thật dữ dội. Tạ cảnh tu nhắm mắt nói, phải bái lạy thiên địa, làm lễ chu công rồi mới nhìn quang minh chính đại. Người ta còn muốn lạy thiên địa làm lễ chu công nữa hả trời, tiêu ngự ôm vai suy ngẫm logic của tả thế tử. Vì hắn đã thẳng thắn nói ra thân phận, tả thế tử cũng không nói là tin hay không tin, tức là y vẫn đang nghi ngờ, muốn xác định lai lịch của hắn. Việc kết hôn không thể qua loa, vậy mà y còn muốn sau khi thành thân động phòng rồi mới xác định, tức là đối với tả thế tử, hắn là nam hay nữ không quan trọng, tả thế tử vẫn muốn thành thân với hắn. Quả thật không ai hiểu được logic thần kỳ của tả thế tử. chương 67 chuyện nhà vương phủ, tiêu ngự run dày mặc lại y phục, bất đắc dĩ nói, thế tử, ta thật sự không thể ở lại nơi này. Hiện tại, đối với người ngoài ta vẫn là phượng đại tiểu thư, ta biết dùng thân phận nào tạm trú ở hậu viện vương phủ. Tả cảnh tu vẫn nhắm mắt, nghiêng mặt về hướng tiêu ngự, ánh nắng bàng bạc nhảy nhót dưới hàng mi dày. Ta có thể nói ngươi là đại phu chuyên trách của vương phủ, đảm nhiệm chăm sóc sức khỏe nguyên lão vương gia. Tả cảnh tu nói, nhân cơ hội đổi luôn đại phu trong phủ. Nhân cơ hội đổi đại phu, tức là tả cảnh tu không hài lòng về đại phu trong phủ nguyên vương. Tiêu ngự nói, không dối gặt thế tử, ta là đại phu ngoại khoa, sở trường của ta là chữa ngoại thương. Trong phương diện điều dưỡng thân thể, ta không thành thạo bằng đại phu chuyên về thảo dược. Cho nên ta ở lại vương phủ sẽ rất khó xử. Tả cảnh tu cao đôi mày sắc bén, tiêu ngự gần như khẩn cầu, thế tử. Cuối cùng tả cảnh tu cũng chịu mở mắt, quan sát hắn một hồi, bất đắc dĩ thở dài, thật hết cách với người mà. Còn gấu con này, rốt cuộc tả cảnh tu vẫn chiều theo ý tiêu ngự, thuê cho hắn một viện tử bên ngoài, sắp xếp ngăn nắp ngay trong hôm đó cho tiêu ngự vào ở. Tiêu ngự theo tả cảnh tu đến viện tử mới, tả cảnh tu quay lại nhìn xung quanh, Phượng Đại Phu xin dừng bước. Nơi này chỉ an rất tốt, mọi người đều là người đọc sách, lễ nghĩa hiểu chuyện, ngươi và Phương Phu Nhân cứ an tâm ở lại. Mọi chuyện đã có ta, ngươi không cần phải lo lắng gì hết. Tiêu ngự không khách sáo, cười nói, vậy thì xin đa tạ thế tử. Nếu không có thế tử, ta thật tình không biết phải làm sao. Lúc nên khen ngợi thì cứ hết lòng khen ngợi. Quả nhiên, tâm tình tạ cảnh tu vô cùng sung sướng, gật đầu với hắn, vậy ngươi mau vào nhà đi. Thế tử vẫn nên lên xe trước đi, tiêu ngự nói, nào có đạo lý khách còn đứng ngay cửa mà chủ nhà đã đi vào. Thế tử, ngươi vào trước đi, ta đứng đây nhìn. Thôi dẹp đi, cứ vào nhà cho rồi, cứ tiếp tục dây dưa với thế tử chắc sẽ thành phim thần tượng môn tình mất. Tiêu ngự vung vẩy tay, quay vào đóng cửa, tạ cảnh tu, vẫn đứng chôn chân ngoài cửa một hồi mới về xe ngựa, nô bộc cung kính vén màn xe giúp y. Về vương phủ, trong phủ nguyên vương, giữa chốn xa hoa cổ kính tọa lạc một tòa tiểu viện mục mạc giản đơn, vậy mà từng nhánh cây cọng cỏ nơi đây không hề có vẻ không hài hòa. Cửa viện hé mở, nhìn qua cổng tò vò có thể thấy một cây cổ thụ và chiếc khung cười cuốn đầy tơ. Một phụ nhân tóc bạc phân nửa đầy cửa vào, đi thẳng vào phòng có lò sưởi. Bên cửa sổ phòng đặt một cái tháp, một nữ tử ăn mặc giản dị đang dựa cửa sổ dệt lụa vương phi thế tử đã từ thành hoài thiên trở về phụ nhân đến cạnh nữ tử cúi đầu nhẹ nhàng thưa nữ tử chỉ khẽ gật đầu mắt vẫn nhìn chăm chú tấm lụa mẫu đơn đỏ thấm dệt được một nửa cứ như không nghe thấy phụ nhân kia nói gì vương phi còn một chuyện phụ nhân dường như không có ý tốt thấy nữ tử không tiếp thu lời của mình hoàn toàn không để ý cũng không quan tâm nàng có muốn nói hay không phụ nhân không còn cách nào, đành nói tiếp, thế tử dẫn một cô nương về cùng, nghe nói chính là người đã giật dây mẫu thân ly hôn với phụ thân. Chuyện tiêu ngự dẫn phương thị đến trước phượng phủ ép phượng vân phi viết giấy thả vợ cũng không phải bí mật, mới hơn nửa ngày đã truyền gần hết kinh thành. Nữ tử ngừng tay, ngẩng đầu lên, dung nhan tuyệt mỹ khiến người ta chỉ nhìn một lần đã không thể nào quên. Tóc đèn tuyền mềm mãi như mây, búi tóc quấn gọn sau đầu, vài sợi rũ xuống gò má càng làm nổi bật làn da mịn màng trắng như tuyết. Mày liễu mắt hạnh, sóng mắt lưu truyền, ôn hòa như gió xuân tháng ba giang nam. Nhưng nhìn kỹ sẽ phát hiện nữ tử tuyệt mỹ này cũng không còn trẻ, khoe mắt đã có dấu vết năm tháng để lại. Phụ nhân cung kính khom người, xảy ra chuyện gì, nữ tử lên tiếng hỏi, giọng nói cũng mang âm điệu nhẹ nhàng của người phương Nam, khác hẳn ngữ điệu phóng khoáng trốn kinh thành. Thời gian gấp gáp nên nô tỳ chỉ hỏi thăm được đại khái thế tử vừa về phủ đã lập tức sai người hầu dọn dẹp vân không cư, chính là viện tử mà thế tử đã ở lúc bé. Từ sau khi thế tử hiểu chuyện, đã không còn ai dám đến gần vân không cư, không ngờ y lại cho người quét dọn để phượng đại tiểu thư kia vào ở. Mà phượng đại tiểu thư chính là người đã theo thế tử và nguyên lão vương ra từ thành hoài thiên lên kinh thành. Bây giờ bên ngoài đồn đại như sóng, nói nàng dẫn mẫu thân đánh đến cổng phượng phủ, ép phượng lão ra viết giấy thả vợ, thậm chí còn lôi kéo đám đông đến xem, phanh phui chuyện năm xưa Phượng Lão ra dáng thê cưới thiếp. Tuy về tình hay về lý thì Phượng Vân Phi đều không đúng, mọi người đồng tình với Phương Thị nhưng không tán thành cách làm của Phượng Chiếu Ngọc. Dám mỗ nghịch phụ thân, nhìn thế nào cũng thấy rõ là đại bất hiếu, huống chi có thế gia nào mà không có vài chuyện cần chôn giấu, đâu ai thích chuyện xấu trong nhà bị phơi bầy trước mặt thiên hạ. Dĩ nhiên lời kể của phụ nhân mang thành kiến rất rõ vậy mà thế tử cực kỳ quan tâm vì tiểu thư này lão vương gia cũng rất hài lòng về nàng phụ nhân cao mày nói nữ tử trầm mặc hồi lâu sau mới nói nữ tử như vậy không được bước vào phủ nguyên vương về sau sẽ náo loạn phụ nhân hoàn thành nhiệm vụ truyền lời vương phi cũng đã tỏ rõ thái độ nàng cung kính thưa thấy vương phi lại bắt đầu dệt lụa phụ nhân cáo lui chậm rãi lùi ra khỏi phòng thái độ của vương phi cũng không ngoài ý muốn Nguyên Vương Phi năm đó là tài nữ danh chấn Giang Nam. Nhà mẹ của Vương Phi là thư hương thế gia bao đời, từ ngày lập quốc đã dạy ra mấy vị đại nho sĩ, còn có ba người làm đế sư khiến thiên hạ ngưỡng mộ. Mỗi một bài thơ của nàng đều bị đám nữ tỳ đua nhau sao chép, rồi không biết làm sao mà bị truyền ra ngoài, các đệ nhất tài tử cũng bái phục tài năng của nàng. Bởi vậy lòng tự tôn của nàng cao hơn trời, cũng vô cùng kiêu ngạo. Đối với Vương Phi, Phủ nguyên vương này chỉ là trốn lao tù đẹp đẽ mà thôi. Nàng đã rất tình đoạn nghĩa với nguyên vương ra từ lâu, càng không để tâm vị trí vương phi, chỉ chán nản sống qua ngày trong tiểu viện này. Lòng nàng đã nguội lạnh, không còn quan tâm chuyện của vương phủ, dù là con trai ruột cũng không lọt nổi vào mắt xanh của nàng. Xe ngựa của tả cảnh tu vào vương phủ, vừa mới bước xuống đã chạm mặt một nam tử, thấy y liền tươi cười đón tiếp. Cảnh lâm bái kiến đại ca hôm nay đại ca và tổ phụ hồi phủ sao không phái người thông báo, để tiểu đệ bày tiệc tẩy trần cho đại ca và tổ phụ. Tả cảnh lâm là thứ tử của Nguyên Vương, do chắc phi sinh, chỉ thua tả cảnh tu có một tháng. Tả cảnh tu đứng bất động kéo áo choàng, không cần phiền phức như vậy. Người lo làm chuyện của mình đi, nói xong cất bước đi, hai tên nô bộc vội vàng đuổi theo. Tả cảnh lâm chắp tay sau lưng y, tiểu đệ cung tiễn đại ca mắt nhìn chồng ngọc bóng lưng tạ cảnh tu, mãi đến khi y đi khuất. Nhị thiếu gia, sau khi thế tử trở về vẫn chưa thỉnh an vương gia, còn nữa, nghe nói thế tử dẫn một tiểu thư về cùng, còn an bài cho nàng ở lại vân không cư, nhưng cuối cùng tiểu thư kia đã đi rồi. Tên nô bộc đứng sau tạ cảnh lâm nói nhỏ, tạ cảnh lâm cười khẩy, vân không cư, đại ca cho người ta vào ở, khuê phòng của y sao. Từ lúc tạ cảnh tu sinh ra đã mời cao tăng đoán mệnh, nói số mạng của y là loạn thần tặc tử. Chuyện này được xem là bí mật đen tối của Phủ Nguyên Vương, Hoàng thất từ lâu đã kiêng kỵ danh vọng Phủ Nguyên Vương, chỉ vì vướng phải lời tổ tiên nên không dám động vào, nếu để mọi người biết thế tử Vương Phủ có mệnh loạn thần tặc tử thì Hoàng đế còn ngồi yên được sao? Chứ tịnh kiên vương này mang về bao nhiêu vinh quang cho phủ nguyên vương, cũng chốt lấy bấy nhiêu gánh nặng. Nguyên vương đắn đo một hồi, cuối cùng làm theo ý một môn khách trong phủ, mời cao tăng chùa Pháp Hoa đến thay đổi số mạng, nói là trước lúc hai tuổi phải xem thế tử như con gái mà nuôi, vậy mới có thể giảm bất tàn độc trong số mạng. Vân không cư chính là chỗ ở của thế tử lúc trước, từ lúc biết chuyện, tả cảnh tu lập tức sai người niêm phong tòa nhà này, không cho bất kỳ ai mở ra. Tên nô bộc theo tả cảnh lâm đến tiền viện, gật đầu nói, đúng vậy, thế tử đích thân sai người dọn dẹp. Chỉ là ta đã hỏi thăm được lai lịch vị tiểu thư kia, tiếng tâm chẳng mấy tốt đẹp, tiêu ngự vẫn không biết hắn mới đến kinh thành có một ngày mà đã nổi tiếng khắp nơi đủ các phiên bản được dân chúng lan truyền rộng rãi đương nhiên hơn phân nửa là chẳng có gì tốt đẹp tòa nhà mới này vô cùng sạch sẽ ba người chỉ quét dọn nửa ngày là xong ở đây không có người ngoài tiêu ngự mặc y phục nam biến thành thiếu niên đẹp trai lai láng làm phương thị nhìn mà mừng rơn thấy sắc trời không còn sớm bách linh vào bếp nấu cơm tối cũng may tả cả cảnh tu đã cho người chuẩn bị sắn gạo và rau quả. Tiêu ngự kéo phương thị vào phòng, kể với nàng dự định sau này. Mẫu thân, bây giờ đã ly hôn rồi, người tạm thời đừng về nhà tổ, sẽ an toàn hơn. Để ta nghe ngóng tình hình nhà tổ thế nào, trước hết phải lấy được danh sách của hồi môn cái đã rồi tìm Phượng Vân Phi đòi lại, ít hay nhiều gì cũng phải lấy bằng được. Trở về được nhà tổ còn có thể dựa vào của hồi môn mà sống, không cần phải nhìn sắc mặt cữu cữu và cữu mẫu phương thị vò khăn ấp úng thật sự phải đòi lại của hồi môn sao địa vị phượng vân phi bây giờ cũng không so được như trước mẫu thần yên tâm đi chúng ta làm đúng luật mà phượng vân phi không dám quyệt đâu coi như hắn có thể diện với hoàng đế đến mấy hoàng đế cũng đâu thể phán việc hắn chiếm đoạt tài sản khi đã ly hôn là đúng được đây là thể diện của hoàng thất luật pháp do họ đặt ra mà Phương thị vội che miệng tiêu ngự, thằng nhỏ này, việc hoàng gia con cũng dám tùy tiện nói, bỏ qua đi. Cái gì mẫu thân cũng nghe theo con là được rồi. Tiêu ngự cười, không nói nữa. Khi đó con cũng về nhà tổ ở với mẫu thân nhé, dù gì Phượng Vân phi cũng đâu cho con ở lại Phượng phủ. Phương thị dịu dàng xoa đầu Tiêu ngự, cười nói, chờ con lớn, mẫu thân còn phải xem con cưới vợ sinh con, thành gia lập nghiệp, lúc đó mẫu thân có thể theo con rồi. Tiêu ngự cắn môi không nỡ nói với phương thị rằng sau khi sắp xếp xong cho mọi người hắn định sẽ triệt để thoát khỏi thân phận này thôi quên đi tới đâu tính tới đó cứ hành động từng bước một chỉ là cầu phương thị nói chờ hắn lớn nhắc nhở tiêu ngự thân thể này mới có mười mấy tuổi vẫn còn là tiểu thiếu niên tả thế tử còn dám vô cùng ngây thơ bày tỏ tâm tình với một mỹ thiếu niên còn muốn làm lễ chu công đúng là đùa giỡn lưu manh tiêu ngự chống má nhìn tuyết rơi ngoài cửa sổ nặng nề thở dài. Chương 68 bị người mưu hại, xoảng một tiếng, hộp phấn trang điểm vỡ tan tành. Phượng Vân Ninh cắn môi, mặt trắng bệch nhìn phụ nhân truyền tin, bàn tay đặt trên tay vịn bọc gấm khẽ run. Phụ nhân câm như hến, quỳ sụp xuống, lòng thầm kêu khổ. Nàng chỉ đến báo tin đồn bên ngoài cho quốc công phu nhân biết thôi mà, tại sao phải hứng chịu cơn giận của quốc công phu nhân chứ? Cái gì mà vợ cả của Phượng Vân Phi đến đòi ly hôn với hắn? ngươi kể lại tường tận cho ta. Phượng Vân Ninh nghiến răng, căm hận nói. Phương Thị cũng đến kinh thành, không phải nữ nhân vô dụng kia chỉ như con chó bị giam trong từ đường Phượng ra kéo chút hơi tàn sao. Từ khi nào Phương Thị dám nhảy ra khiêu chiến với bọn họ vậy? Phượng Vân Ninh chưa bao giờ để Phương Thị vào mắt, từ lúc còn ở thành Hoài Thiên, nàng đã xem thường nữ nhân hiền hậu nhà thương nhân này. Nữ nhân kia hèn yếu đến nực cười, từ trước đến nay luôn xem mình hiền lương thục đức, có giết nàng nàng cũng chỉ trách số mình không tốt, làm quỷ cũng không thoát khỏi cái kiếp vô dụng. Vậy nên Phượng Vân Ninh mới thoải mái phát tiết lửa giận lên đầu Phương Thị, trả thù nàng, toàn bộ uất hận lúc bị lộ yên nhiên dồn ép cũng rơi cả lên Phương Thị. Ai bảo Phương Thị dám to gan lừa dối nàng, sinh hai đứa con trai thì sao hả, chỉ một câu của nàng đã dám nữ nhân kia thành tiện tiếp, tống vào từ đường cô quạnh, Phượng Vân Phi có dám nói tiếng nào không? Bây giờ, nữ nhân ngu xuẩn vô dụng yếu đuối kia dám chờ mình dưới bàn tay nàng. Phượng Vân Ninh trầm mặt, nghe phụ nhân kia sợ nơm nớp kể chuyện. Phương Thị và Phượng Chiếu Ngọc theo đoàn xe của Phủ Nguyên Vương Hồi Kinh. Phương Thị bất chấp mắng chửi Phượng Vân Phi bỏ vợ tái giá trước mặt bao người. Phương Thị ép Phượng Vân Phi ký giấy ly hôn. Phượng Vân Ninh nghe không sót một chữ, tay không cách nào ngừng run. Nàng không chỉ hận, mà còn sợ hãi nàng rất sợ nghe được phương thị công bố chuyện năm xưa trước thiên hạ tuy nói địa vị hiện tại của nàng rất vững chắc mấy năm nay nàng hao công tốn sức lấy lòng quý phi nương nương bây giờ nàng còn có thể diện hơn đám nam nhân phủ quốc công nữa nếu phương thị thật sự vạch trần chuyện năm xưa thì nàng vẫn có biện pháp che lấp ổn thỏa an tại thanh còn phải dựa vào nàng lấy lòng quý phi nương nương bằng không người chẳng có tài cán gì như hắn làm sao giành được chú ý của lý đại nhân đừng nói nàng chỉ đổi một đứa con gái, dù nàng có phạm lỗi lớn hơn, nhưng chỉ cần không ảnh hưởng đến tiền đồ của phủ quốc công thì An Tại Thanh chẳng thèm nhúc nhích một ngón tay đâu. Nhưng trung quy vẫn nên để chuyện năm xưa phủ bụi vĩnh viễn mới tốt. Phụ nhân quỳ trên đất kể xong, Phượng Vân Ninh im lặng thật lâu, phụ nhân kia sờ toát mồ hôi lạnh, quỳ đến lúc lảo đảo, Phượng Vân Ninh mới mở miệng, được rồi, lui xuống đi. Tiếp tục thăm dò tình hình bên ngoài, Bất kể là chuyện gì cũng phải báo cáo với ta. Phụ nhân thưa một tiếng, lồng cồm bò dậy hành lễ, cười nịnh nọt Phượng Vân Ninh. Phượng Vân Ninh mất kiên nhẫn phất tay, cốt mau. Bấy giờ phụ nhân mới chịu lui ra. Mà mà khâu thị của Phượng Vân Ninh nhẹ giọng nói, Phụ nhân đừng quá lo lắng, Phương thị không dám nói chuyện năm xưa đâu. Nàng không nghĩ cho mình cũng phải nghĩ đến hai con trai chứ. Nếu Phượng Đại Nhân lật thuyền thì con trai bọn họ có kết cục tốt được sao? năm đó phương thị bị phương ra bắt ly hôn nhưng nàng lưu luyến phượng đại nhân nên mới bị phương ra lạnh nhạt bây giờ phương thị đã tỉnh mộng nên ly hôn để quay về phương ra thôi phượng vân ninh mệt mỏi phất tay ma ma ta không sợ chuyện này ta chỉ hối hận nếu ngày xưa diệt trừ phương thị và đứa trẻ kia thì sẽ không có chuyện phiền lòng hôm nay khâu ma ma lại nghĩ nếu ngay từ đầu phượng vân ninh đừng làm khó dễ phương thị để nàng yên ổn làm phượng đại nhu nhân thì tất cả đều ngồi cùng thuyền mắc gì dẫn đến rắc rối hôm nay nhưng lời này nàng đương nhiên không dám nói trước mặt phượng vân ninh chỉ có thể an ủi không ai có thể lường trước mọi chuyện đâu ai ngờ một người yếu đuối như phương thị lại có ngày thẳng lưng phản kháng như vậy phượng vân ninh trầm ngâm một lát mặc kệ nàng ta nghĩ gì không thể để nàng sống sót nữa khâu ma ma cả kinh thấp giọng nhắc nhở phu nhân tính làm gì Hiện tại nàng đang ở kinh thành, không thể so với thành Hoài Thiên, đâu thể hạ sát mà không ai hay biết. Trong phủ có biết bao nhiêu con mắt đang nhìn phu nhân, phu nhân tuyệt đối đừng hấp tấp, để người khác bắt được nhược điểm mà uy hiếp. Tình cảm của An Tại Thanh với chính thất phu nhân Phượng Vân Ninh đã không còn như ngày xưa nữa, bây giờ An Tại Thanh vô cùng sủng ái Lộ Yên Nhiên, nếu nàng không có Quý phi nương nương chống lưng, chỉ sợ nam nhân vô tình kia đã sớm sủng thiếp diệt thê rồi. Phượng Vân Ninh bực bội không cần ma ma nhắc nhở, ta tự biết. Khâu ma ma không nói nữa, Phượng Vân Ninh bấu móng tay đến đỏ bừng, đột nhiên cười, lúc này lộ thị lại có lợi cho ta. Khâu ma ma không hiểu, ý phu nhân là gì, lộ thị có sắp xếp nội gián vào viện tử của ta, ta đang lo không biết phải đuổi thế nào đây. Phượng Vân Ninh dựa lưng ra sau, cười lạnh hỏi, lục cầm đang ở đâu? Lục cầm là nha hoàn trong của hồi môn của Phượng Vân Ninh, dù không được trọng dụng nhưng đã đi theo phượng vân ninh từ nhỏ sau khi nàng thành thân vẫn theo làm việc trong hậu viện không ngờ lại bị lộ yên nhiên mua chuộc khâu ma ma nói phu nhân chớ kinh động đến nàng nàng đang theo thùa bên ngoài còn cho người canh gác không cho ai đến gần phòng phu nhân phượng vân ninh cười nói lộ yên nhiên dám uy hiếp nàng bắt nam nhân của nàng trong thôn trang khiến nàng phản bội ta chẳng mang tình cảm chủ tớ nhiều năm của chúng ta đúng là một đôi phu thê tình thâm khâu ma ma hỏi vậy phu nhân muốn nghe nói nàng đang mang thai nếu muốn tính mạng một lớn một nhỏ kia an toàn thì nam nhân của nàng cũng nên làm gì đó báo đáp ta chứ nam nhân của nàng chỉ làm việc tay chân trong thôn trang sao có thể làm được việc lớn khâu ma ma lắc đầu muốn thần không biết quỷ không hay mà giết một người ở kinh thành là không thể họa may phải sai thị vệ được đặc huấn nghiêm ngặt hoặc thuê sát thủ liều mạng mới được nhưng bất luận dùng cách nào cũng có khả năng kinh động các chủ nhân khác trong phủ quốc công rõ là tự chốt lấy hỏa phượng vân ninh cười lạnh ai dám nhờ hắn ra tay chỉ cần khiến phương thị và nhiệt trùng của nàng bị bắt vào đại lao thì ta có trăm ngàn cách tặng cho nàng cái chết nhẹ nhàng yên ắng lục cầm và nam nhân của nàng đều là người của lộ thị coi như có xảy ra chuyện gì cũng là do lộ thị hãm hại nàng ta chàng đã lên cao một chiếc xe ngựa đang phóng như bay giữa đường chính trong kinh thành, đêm khuya là giờ giới nghiêm, nhưng chiếc xe ngựa có gắn ký hiệu của Lý Gia nên đội tuần tra mắt nhắm mắt mở cho qua. Màn xe sốc lên, một thiếu niên tuấn tu hưng gió lạnh thúc giục phu xe, đại thúc, sắp về tới nhà chưa? Đại thiếu ra mau thả màn xuống đi, cẩn thận bị cóng. Phu xe vội nói, qua hai con phố nữa là về đến phượng phủ rồi, e là các chủ nhân đều đã ngủ, đại thiếu ra không thể thỉnh an lão gia và phu nhân. Thiếu niên trong xe ngựa đúng là Phượng Chiếu Kỳ. Phượng Chiếu Kỳ nói: "Không sao, Mai Thỉnh An cũng vậy thôi. Nhưng không biết đại tỷ ngủ chưa, ta phải đến gặp nàng." Phu xe cười nói: "Đại thiếu gia thật sự rất quan tâm đại tiểu thư." Phượng Chiếu Kỳ rụt cổ, thả màn xuống, "Ta chỉ có mình nàng là tỷ tỷ, lại còn làm việc không theo quy tắc như vậy, đương nhiên phải lo rồi." Vì nửa đêm đường vắng nên phu xe dục ngựa phóng rất nhanh đột nhiên có một bóng người nghiêng ngả chạy ra từ hẻm nhỏ, nằm vật xuống trước xe. Phu xe hoảng hốt kéo cương, ngựa hí dài một tiếng, nhổm người thắng gấp, dừng ngay trước thân người kia, không thương tổn hắn. Phu xe sợ hãi, giận dữ quát, đồ khốn, người muốn chết à. Giờ giới nghiêm còn dám chạy loạn, có chết cũng đáng. Có chuyện gì, Phượng Chiếu Kỳ chui ra nhìn, nương theo ánh trăng sáng tỏ, có thể thấy loáng thoáng người nằm dưới đất là một nam nhân trẻ, vóc dáng gầy đét nhưng sốc phác y phục đơn bạc nghèo nàn, trên giày còn dính bùn đất. Người kia dường như không nghe phu xe mắng, chỉ gắng sức bò dậy, siêu vẹo đi về phía trước, mặt mày đau thương mù mịt, lúc nhíu mày còn hiện vẻ tàn nhẫn, không biết là ai. Phu xe còn hùng hổ, Phượng Chiếu Kỳ nói, bỏ đi đại thúc, đừng để ý hắn, đội tuần tra mà thấy sẽ hỏi đấy. Chúng ta cứ đi tiếp đi. Phu xe thưa một tiếng, giờ mới chịu ngừng mắng, vùng roi quất ngựa chạy về phượng phủ. Nam nhân gầy gò kia loạn trọn qua một con phố khác, đi được khoảng trăm bước rồi dừng trước một tiểu viện vây giữa bức tường đá xanh. Hắn ngẩng đầu nhìn tiểu viện kia một lát, vẻ mặt bi thảm, môi run run, như đang thốt ra câu, xin lỗi. Hắn móc trong tay áo ra một sấp giấy được quý nhân đưa cho, dùng máu gà viết mấy chữ thư cáo trạng, dán vài tờ lên cánh cửa tiểu viện, phần còn lại ném tung lên trời, đống giấy trắng chữ đỏ bằng máu nhìn mà kinh người lất phất bay giữa không trung, phân tán theo gió rét, rơi vùng vãi trước cửa tiểu viện. Nam nhân kia làm xong hết, dựa vào cửa viện trượt người xuống, chậm chậm móc ra một con dao găm giấu trong ngực, hai tay run rẩy như chiếc lá trong gió lạnh, nhắm mũi dao ngay ngực mình. Hắn nhắm mắt, đôi môi khô khốc run bần bật, nhả ra từng chữ không liền mạch. Lục, cầm, ngươi, phải cố gắng, đứa trẻ, cũng phải, khỏe mạnh, ta, ta toàn thân nam nhân phát run không biết vì hận hay vì sợ hai mắt nhắm chặt trào lệ tàn nhẫn ấn mũi dao vào ngực mình khục khụ tiếng sặc máu của nam nhân giữa đêm khuya nghe vô cùng kinh dị hắn mở mắt nhìn lưỡi dao cắm vào lồng ngực máu tươi đã thấm đỏ xiêm y nam nhân khóc ròng tay dùng sức rút dao ra vứt một bên dòng máu nóng ấm từ từ tuôn ra khỏi cơ thể lạnh giá vì gió rét từng giọt từng giọt mang theo hy vọng sống sót một canh giờ sau, vùng trời phía đông ửng hồng tia sáng, báo hiệu một ngày mới bắt đầu. Bách Linh và Phương Thị gión rén di chuyển, cố gắng làm việc không phát ra tiếng động. Tiêu ngự mơ màng bị đánh thức, lấy chăn trùm đầu, cuộn người lăn sâu vào trong ổ chăn. Hắn hoàn toàn không lý giải được đám người dậy sớm đi làm, sáng sớm ngày đông phải nằm lì trong ổ chăn ấm áp mới hạnh phúc chứ. Cũng may hắn trưởng thành dưới hoàn cảnh của Phượng Chiếu Ngọc nên hắn không phải dậy sớm như các công tử thế gia khác. Tiêu ngự lại thiếp đi, chưa nằm được 2 phút đã bị tiếng hét bén nhọn sợ hãi có thể truyền xa đến 10 dặm đánh thức triệt đề. Hình như là tiếng của Bách Linh. Sao vậy? Xảy ra chuyện gì? Tiêu ngự hoảng hốt sỏ dày, khoác áo lao ra cửa. chương 69 vụ oan giá hỏa, tiêu ngự vừa ra khỏi phòng đã đụng phải Bách Linh la hét chạy ngược vào. Tiểu thư, Công tử, công tử, bên ngoài có, có, Bách Linh thờ hồn hền hét lớn, mặt đầy kinh hoàng mà vẫn không quên xưng hô tiêu ngự bắt nàng sửa hai ngày nay. Có chuyện gì, tiêu ngự vừa hỏi vừa bước ra cửa. Bách Linh kéo hắn lại, công tử đừng ra, ngoài cửa có người chết, hắn chảy nhiều máu lắm. Trước mắt Bách Linh vẫn còn thoáng hiện hình ảnh nam nhân gục trước cửa viện, dưới ánh sáng đèn lồng, sắc mặt hắn tái mét, máu trên người đã biến thành màu đen, toàn thân co do như con tôm nằm bẹp dưới đất quả thật rất rất đáng sợ tiêu ngự nhíu mày vỗ động viên bách linh ngươi ở lại trong này vào phòng với phu nhân để ta ra ngoài xem bọn họ chuyển đến đây đã mấy ngày cơ bản không ra khỏi cửa một bước tự nhiên có xác chết xuất hiện trước cửa tiêu ngự không tin đây là trùng hợp phương thị nghe tiếng chạy ra hoảng sợ hỏi ngọc nhi bách linh có chuyện gì vậy không có gì đâu mẫu thân đừng lo người vào phòng đi, để ta ra ngoài xem. Tiêu ngự nói, Phương Thị vừa hoảng vừa nghi ngờ gật đầu, nhìn Tiêu ngự đi ra. Phương Thị tính tình dịu dàng, tại gia tòng phụ, xuất giá tòng phu, bây giờ thì tòng tử. Nhìn bóng lưng con trai, bên cạnh lại có người đáng tin, đương nhiên rất nghe lời. Bách Linh đỡ Phương Thị vào trong, nhẹ nhàng an ủi mấy câu, tuy trong lòng còn sợ nhưng vẫn lo lắng đuổi theo Tiêu ngự ra ngoài hai người còn chưa ra cửa đã thấy ánh lửa lấp lóe cả tiếng người ầm ĩ truyền đến từ ngoài bức tường cánh cửa khép hờ đột ngột bị đá văng một đám nam nhân mặc đồng phục binh sĩ xộc vào bách linh sợ đến suýt hết thành tiếng vội bấu tay áo tiêu ngự nép vào người hắn tiêu ngự nhíu mày nhìn người đến đám binh sĩ mặt mày như hung thần áp sát đánh giá tiêu ngự giữ dần hỏi ngươi là chủ viện tử này sao tiêu ngự đáp chính là tại hạ Viện tử này mới thuê được vài ngày, xin hỏi các vị quân gia bên ngoài xảy ra chuyện gì? Xảy ra chuyện gì à? Đội trưởng đội tuần tra cười chào phúng, ta còn muốn hỏi ngươi đã xảy ra chuyện gì. Phu canh dẫn đường kia đâu, cho hắn ra đây. Binh sĩ phía sau quát tháo, xô một người ra phía trước, người kia ôm cái mõ, đau khổ nói, các vị quân gia, ta thật sự không biết gì hết. Chỉ là lúc ta gõ mõ báo canh giờ thì thấy có người nằm trước viện tử này ta sợ ở đây có chuyện gì nên mới báo với các vị quân gia. Bách Linh lên tiếng, chúng ta không quen người ngoài kia, không lẽ hắn nằm trước cửa nhà chúng ta thì liên quan đến chúng ta à? Chúng ta không có quan hệ gì với hắn hết, nếu các người đã đến thì mau mang hắn đi đi. Đội trưởng nhích miệng cười, đưa ra một tờ giấy, tiểu cô nương, có liên quan hay không không phải do người quyết định. Người này dùng máu viết đơn cáo trạng, nửa đêm dù mang thương tích vẫn cố dán trước cửa viện, cái này phải cần bao nhiêu oan khuất mới làm được bách linh gào không thể nào chúng ta mới đến kinh thành có mấy ngày sao có khả năng chọc người đưa đơn kiện chứ các người đi hỏi thăm láng giềng coi chúng ta còn không bước ra khỏi cửa viện mà làm sao quen biết người kia được tiêu ngự đương nhiên không ngây thơ như bách linh rõ ràng họ bị người khác hãm hại cũng không tiếc liên lụy một mạng người hắn bước ra cửa không ai cản đường hắn đội trưởng dẫn mấy binh sĩ đi theo vừa mới ra đến cửa đã thấy đơn cáo trạng vương vãi đầy đường trên cửa còn dán chi chít tạo hiệu ứng rất tốt mới nhìn đã giật mình tiêu ngự thuận tay giật một tờ xuống xem bên trên chỉ có mấy chữ phu nhân phú quý thiên kim kiêu ngạo làm giàu bất chính ước hiếp kẻ yếu ỷ thế bức người không thể cáo thượng oan 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 cái gì vậy hả nói không rõ ràng vậy mà cũng có thể bắt tội sao lúc này bên ngoài đã có không ít dân chúng tụ tập ánh đuốc của các binh sĩ soi dọi tiểu viện soi rõ từng câu từng chữ của giấy cáo trạng cho mọi người nhìn kỹ càng tiêu ngự quay lại nhìn người nằm trước cửa co thành một cục không nhúc nhích cứ như đã đông cứng hắn ngồi xổm xuống kiểm tra lại bị binh sĩ ngăn cản đội trưởng nói vị công tử này chết người là chuyện lớn ngươi không được hủy thi diệt tích tiêu ngự cao mày ta là đại phu đội trưởng xì một tiếng người đã chết rồi, một dao cắm ngay ngực, có là thần tiên cũng không cứu được. người là đại phu thì đã sao? người có thể cải tử hoàn sinh được chắc. tiêu ngự vẫn nhìn người dưới đất, chỉ nhìn bằng mắt thì không xác định được. người kia mặt trắng bệch, tay chân cứng đờ, toàn thân đầy máu, dù là ai cũng sẽ nghĩ hắn đã chết. ta chỉ kiểm tra chút thôi. tiêu ngự nói, đội trưởng đẩy hắn ra, thôi, chớ nói lời vô dụng. người nói xem làm gì mà để người ta viết huyết thư cáo trạng Xung quanh có ai đột nhiên lên tiếng, ta biết người này, đây không phải Phượng Đại Tiểu Thư đã dẫn mẫu thân đến ép Phượng Viện xử ly hôn sao. Chẳng trách nói mình là Đại Phu, đúng là nữ theo nghiệp cha mà. Phượng Đại Tiểu Thư, người hoa mắt hả, đây rõ ràng là nam nhân mà, Phượng Đại Tiểu Thư ở đâu ra? Đám đông xì xào bàn tán, lại có người nói, không sai, đúng là Phượng Đại Tiểu Thư. Ta không nhận ra nàng nhưng ta biết tiểu cô nương kia, lúc đó tiểu nha đầu còn lách qua cạnh ta mà. Đúng rồi, chính là nàng. Bách Linh bị mọi người chỉ trỏ, không nhịn được rụt cổ. Nàng không hiểu rõ tình hình, chỉ là nghe những tiếng nghị luận, bằng trực giác cũng cảm thấy không ổn chút nào. Đám người này hôm đó còn bênh vực phu nhân của nàng dữ lắm mà, lúc này lại chờ mặt chỉ trỏ nàng và tiểu thư nhà nàng. Người kia thật đáng thương không biết đã gặp chuyện gì mà phải dùng mạng để giải oan. Dám dẫn mẫu thân đến ép phụ thân ly hôn, đúng là bất hiếu, quả nhiên không phải người hiền lành. Bách Linh nóng nảy phân bua, chúng ta không quen biết người này. Ai mà biết tại sao hắn lại làm thế, các ngươi đừng ngậm máu phun người. Chúng ta là người tốt, đội trưởng cũng không nói nhiều, vung tay, giải đi. Một binh sĩ hỏi, đội trưởng, ở trong còn một phụ nhân nữa, có bắt luôn không? đội trưởng giơ tờ cáo trạng ngu ngốc trong này có ghi phu nhân phú quý người nói coi có bắt không rồi đạp binh sĩ kia một cái còn vị công tử này gã quay lại ánh mắt bất chính quan sát tiêu ngự đúng là thiên kim hà tiêu ngự giang hai tay chặn cửa không cho bọn họ vào kinh động phương thị chờ đã hắn nhìn đội trưởng lẽ nào quan gia chỉ dựa vào tờ giấy mơ hồ kia mà định tội quá vô lý đội trưởng chắp tay cười với hắn trước hết chúng ta xin cáo tội với tiểu thư. Bây giờ có cáo trạng bằng máu, lại liên lụy mạng người, lời trong đơn kiện cũng nhắm vào phu nhân và tiểu thư, dưới con mắt bao người, chúng ta không thể khoanh tay đứng nhìn. Tiểu thư đừng làm khó chúng ta, trả án định tội là chuyện của quan trên, nếu tiểu thư muốn thông báo cho quý nhân nào, tại hạ có thể truyền lời thay. Chỉ là tiểu thư không thể tránh được một chuyến lên nha phủ, đành ngoan uổng cho tiểu thư đi cùng chúng ta. Binh sĩ vâng lệnh tiến lên bắt người tiêu ngự lùi lại mấy bước vừa định đóng cửa viện kéo dài thời gian nghĩ cách đã thấy hai bóng người đột nhiên xuất hiện trước mặt hắn và bách linh hai người kia chắn trước cửa khoanh tay ngẩng đầu khinh thường nhìn đội binh sĩ dưới bậc thang có thể làm lính ở kinh thành đương nhiên phải biết cách quan sát thân thủ hai người này cao hơn họ rất nhiều khí thế lại càng không tầm thường tuy y phục không có gì nổi bật nhưng hiển nhiên thân phận không đơn giản đội trưởng vẫy lui thuộc hạ tiến lên chắp tay nói, không biết hai vị nhân huynh công tác ở đâu. Chúng ta cũng không phải làm khó tiểu thư đây, nhưng án mạng quan trọng, xin hai vị nhân huynh tránh đường. Chỉ cần để chúng ta mang người đến thuận thiên phủ, việc còn lại là chuyện của các lão gia. Đội trưởng nói xong, hai người kia làm như không nghe thấy, một bước cũng không tránh. Đội trưởng nhíu mày, đám binh sĩ cũng hai mặt nhìn nhau. Lại nghe người xung quanh xì sầm, là ngày đó theo đoàn xe phủ nguyên vương đến. Không lẽ có Phủ Nguyên Vương làm chỗ dựa, chẳng trách không biết sợ. Chân mày đội trưởng càng nhíu chặt hơn, ai biết điều cũng phải nhún nhường trước thế lực Phủ Nguyên Vương, bây giờ lại có hai ngọn núi lớn chắn trước mặt, sao họ có thể hoàn thành nhiệm vụ được? Án mạng giữa ban ngày ban mặt, bọn họ là đội tuần vệ kinh thành và binh sĩ lân cận mà lại bỏ mặc không quan tâm, nếu bị truyền đi không phải họ sẽ bị xử phạt sao? nếu hai người kia dùng danh nghĩa phủ nguyên vương ngăn cản thì họ có thể mượn cớ buông bỏ trách nhiệm nhưng hai người kia lại ăn mặc như bình dân bách tính vậy có nên đánh hay không làm sao mới bắt được đội trưởng thầm ra quyết định tươi cười nói chẳng lẽ hai vị nhân huynh là hộ vệ của phủ nguyên vương thất kính thất kính rồi ngưng một chốc lại tiếp nếu phủ nguyên vương đã tiếp nhận vụ này chắc chắn sẽ điều tra rõ ràng bộ dáng đánh chống lui quân mặc kệ chuyện này trong đám đông có hai nam nhân mặc y phục bán hàng rong thấy thế nhìn nhau rồi cùng kéo thấp vành mũ lặng lẽ bỏ đi hai người ra đến góc đường một trong số đó nói ta về bẩm báo với chủ nhân ngươi đi tìm vệ thống lĩnh nhờ hắn đến giải quyết vệ thống lĩnh là người của chủ nhân họ vốn không muốn đụng đến người này miễn cho sau này rối rắm nhưng bây giờ không thể không nhờ ai nghĩ đội tuần tra lại vô dụng như vậy biết rồi hai người đang phân công lại nghe từ tiểu viện kia vang lên âm thanh du dương dập tắt tiếng ồn của mọi người người này vẫn chưa chết bách linh chuẩn bị cấp cứu đội trưởng đang dẫn thuộc hạ bỏ đi dừng bước ngoáy lỗ tai hỏi binh sĩ bên cạnh ta có nghe lộn không người kia chưa chết còn có thể cứu à vết thương của người kia ngay tim dao cũng bị rút ra máu ướt xuống y phục lại nằm một mình dưới đất không biết bao lâu tay chân đã cứng ngắc khỏi cần nhìn cũng biết chết lâu rồi vậy mà còn nói có thể cứu được sao hẳn là thiên kim tiểu thư sợ bị kiện nên hồ đồ rồi binh sĩ cười nói đội trưởng trừng mắt hồ đồ người xem dáng vẻ tiểu tử kia có chỗ nào giống biết sợ không ta thấy gan hắn to lắm đấy cũng không biết đám quan lại quyền quý này lục đục gì mà gọi một tiểu tử là đại tiểu thư đội trưởng chỉ tin vào mắt mình gã đã từng đi lính đánh trận ngủ chung tắm chung với vô số huynh đệ trong quân doanh nữ nhân thì chưa từng thấy chứ nam nhân thì thấy còn ít sao gã liếc một cái là biết phượng đại tiểu thư rõ ràng là nam eo này ngực này mông này có chỗ nào giống nữ tử tiêu ngự lấy tay thăm dò động mạch sau gáy người kia cảm nhận được nhịp đập tuy yếu ớt nhưng vẫn theo quy luật nè tỉnh lại đi tiêu ngự vỗ má người kia thấy mí mắt đông cứng đã mất đi màu máu của hắn giật nhẹ vẫn còn ý thức người này không chỉ chưa chết mà vẫn chưa đến mức nguy hiểm Tiêu ngự ngẩng lên nhìn hai người đang chắn cửa, vội nói, hai vị đại ca qua đây giúp chút đi, đưa người này vào phòng trong. Hai người kia nhìn nhau, vẫn bất động, tiêu ngự gấp gáp, bây giờ người ta chưa chết, nhưng bị thương ngay tim, kéo dài sẽ không chữa được. Bách Linh vốn né tuốt đằng xa nhìn tiêu ngự ngồi xổm cạnh người kia, đành đánh liều đến gần. Tiêu ngự nói với nàng, Bách Linh, ngươi vào trong chuẩn bị. Có nhớ phương thuốc khử trùng lúc trước tần tiểu đại phu cho ta không? trong hành lý của chúng ta có một túi dược liệu người nấu một nồi quét dọn kỹ càng gian phòng phía đông lấy hộp cứu thương và y phục cách ly của ta đến bách linh trần trừ nhưng mà hiện tại có người muốn bắt tiểu thư nhà mình sao nàng có thể chạy được đi mau đi ở đây có người của tả thế tử rồi ta không sao đâu tiêu ngự dỗ bách linh nghe lời bách linh xưa nay đã quen nghe lệnh tiêu ngự không còn do dự nữa quay đầu chạy vào trong hai hộ vệ mặc thường phục như đã thương lượng xong một người lên tiếng phượng đại phu chúng ta phụng mệnh chủ nhân chỉ bảo vệ an toàn của ngươi ngoài ra không làm chuyện khác huống hồ người này dắp tâm làm chuyện bất lương chết chưa hết tội phượng đại phu hà tất lấy ân báo oán nếu cứu sống hắn không chừng còn bị hắn cắn ngược lại tiêu ngự bất đắc dĩ cái tên tả cảnh tu độc tài chuyên chế không biết đã hạ lệnh gì mà nhìn họ là thấy chắc chắn không nghe hắn điều động hai vị đại ca khoan hãng nói chuyện kia mạng người quan trọng tiêu ngự đang dốc sức nài nỉ lại nghe bên ngoài có tiếng bước chân rầm rộ có người báo nơi này xảy ra án mạng vệ chỉ huy phó đến tra án những người không liên quan mau chóng rời đi ngay bằng không sẽ là tội quấy rối công vụ giọng nói lạnh lẽo cưng rắn truyền đến từ phía sau đám đông vây xem lập tức tan tác như chim muông để lộ một đội nhân mã đang tiến đến đội trưởng dẫn thuộc hạ lùi sang một bên cũng nhìn người đến. Người của quân đội, vài binh sĩ nhĩn nhau, cùng nói với đội trưởng, đội trưởng, hay chúng ta đi thôi, người ở đây không ai có thể chọc vào đâu. Chờ chút đã, coi náo nhiệt, đám binh sĩ mặt mày đau khổ lùi về sau, trâu bò húc nhau rồi mũi chết, đừng có ham náo nhiệt, sẽ thiệt thân đó. Tiêu ngự thấy đội nhân mã kia hùng hổ chạy đến, tay mỗi người còn cầm đao, đằng đằng sát khí. Đồng phục của những người này không giống đội tuần tra ban nãy, dẫn đầu là một nam nhân ục ịch khoảng hơn 40, hắn đến chắp tay với một người khác, vệ chỉ huy phó, án mạng phát sinh ở đây. Người này viết cáo trạng xong rồi chết, nhắm vào tiểu thư và phu nhân trong viện tử này. Vệ chỉ huy phó nheo mắt quan sát từng người trước cửa, phu nhân và tiểu thư kia đâu. Có kiện cáo thì phải mang đến nha môn, tại sao để người dân tụ tập vây xem, náo loạn thế này. Mắt hắn đảo một vòng, nhìn đội trưởng đứng một bên đồ vô dụng người đâu giải nghi phạm và mang thi thể này đi hộ vệ tả cảnh tu phái đến vẫn đứng bất động như núi vệ chỉ huy phó cũng không ngán vông tay nói những tên này dám cản trở người thi hành công vụ bắt luôn ngay dưới chân thiên tử đã có án mạng còn dám lớn lối có còn coi vương pháp ra gì không tiêu ngự vội la chờ đã người này vẫn chưa chết ta mặc kệ các người muốn bắt người hay tra án thì cũng phải cứu người ta trước đã. Vệ chỉ huy phó nhìn tiêu ngự, người chính là tiểu thư bị cáo chẳng. Hừ, đừng mơ giờ trò qua mặt ta, bắt tất cả lại cho ta. Lệnh của quý nhân là phải bắt được hai người kia về nha môn. Nếu đã là án mạng thì quá phù hợp với chức trách, lời lẽ của vệ chỉ huy phó tất nhiên rất chính đáng. Binh sĩ dưới trướng hưởng ứng, đồng loạt sông lên, bao vây hai hộ vệ, tốt vũ khí lại có mấy người đến chỗ tiêu ngự, hai tên đến bắt hắn, còn vài tên định đụng vào nam nhân bị thương dưới đất. Tiêu ngự tức giận, cốt ngay, rốt cuộc các ngươi đến phá án hay để lấy mạng, ta là người bị kiện còn muốn cứu sống người ta để nghe oan tình của hắn, các ngươi lại cố chấp muốn cho hắn chết. Chẳng lẽ các ngươi muốn giờ thủ đoạn, muốn giết người diệt khẩu hay sao? Vệ chỉ huy phó phụng lệnh quý nhân đến bắt người, đương nhiên hiểu án mạng này có uẩn khúc, thấy tiểu tử kia như đã nhìn thấu, sợ hắn nói cái gì liên lụy đến quý nhân trầm mặt quát còn đứng ngây ra đó làm gì bắt tên chủ mưu kia lại cho ta bịt miệng hắn vâng đám binh sĩ cùng hô không quan tâm những người khác đồng loạt đến bắt tiêu ngự hai hộ vệ lập tức phi thân đến chắn trước mặt tiêu ngự không cho ai đến gần hắn có tiếng binh khí va chạm tiêu ngự chợt lảo đảo cánh tay bị ai kéo rất mạnh thân thể rơi vào vòng tay ấm áp của một người không cần nhìn hắn cũng đoán được nhất định là tả cảnh tu. Cái phong cách lên sân khấu như cuồng phong lãnh khốc này còn có thể là ai, tém tém chút đi tả thế tử. Tả cảnh tu kéo tiêu ngự lùi về sau mấy bước, các thị vệ vương phủ tháp tùng y rút kiếm sông lên. Tả cảnh tu ôm tiêu ngự, lạnh mặt nhìn hai bên giao chiến. Y tung áo khoác trùm lên người tiêu ngự, cúi xuống nhìn hắn, sao ăn mặc phong phanh vậy mà ra ngoài. Tiêu ngự bị tiếng hét của bách linh làm hoàng hồn, hấp tấp vớ được cái áo khoác lên, bên trong chỉ mặc một lớp lý y mỏng tang. tạ cảnh tu nhắc hắn mới thấy lạnh, hai bàn tay như sắp đông thành đá rồi. tiêu ngự ngoan ngoãn nếp vào cái áo ấm áp của thế tử, hà hơi vào tay, thế tử, người đến thật đúng lúc, mau giải quyết đám người kia đi. Ngương mặt đẹp đẽ của tạ cảnh tu vui vẻ mỉm cười, như người mong muốn. tiêu ngự gật đầu, với lại kéo người nằm kia về đây, đừng để người khác chạm vào. hắn vẫn chưa chết, ta phải cấp cứu cho hắn mau cho thị vệ mang hắn vào phòng bách linh đã dọn phòng sạch sẽ rồi tả cảnh tu nhíu mày hiển nhiên không quá tình nguyện hắn nói xấu ngươi chết chưa hết tội ta không cho phép ngươi cứu hắn thế tử ta không phải người lòng dạ đàn bà tiêu ngự giải thích người này không có bằng chứng cứ vậy mà hàm oan ta chúng ta đâu thể để hắn đắc ý được đúng không cứu hắn tỉnh lại rồi tra hỏi ta muốn nghe xem là ai cậy thế ép buộc hắn không cần đối chất với hắn, có ta ở đây, không ai dám tra xét ngươi đâu. Tả cảnh tu vuốt tóc hắn, một bước cũng không nhường. Lúc tiêu ngự cùng chữa trị dịch bệnh với tả cảnh tu, thấy y rất chịu khó chăm lo cho bách tính, không ngờ y cũng có một mặt tàn nhẫn thế này. Rõ ràng người bị thương này cũng là dân lao động cùng khổ, hơn nửa là bị bức ép, nếu không thì hắn hà tất phải dùng tính mạng mình hãm hại người không hề quen biết. Hắn còn nhìn ra, tả cảnh tu sao lại không thấy được chỉ là tả cảnh tu không hề đồng tình thôi tả cảnh tu tin vào đạo lý lấy ơn báo oán lấy cái gì để trả ơn huống chi sự việc còn khiến tiêu ngự bị liên lụy tiêu ngự là người y phải bảo vệ ai dám có chủ ý gì với hắn tức là khiêu khích y không thể bỏ qua thế tử loại án tử này theo luật thì ta phải bị thẩm vấn đúng không nếu là vô cáo cũng nên để quan phủ trả lại công bằng cho ta tiêu ngự nói tả cảnh tu gật đầu nhưng quan phủ không công chính liêm minh như ngươi nghĩ đâu, số người chết oan trong lao tù còn nhiều hơn chết trên pháp trường. Y giờ hai tay sờ má tiêu ngự, ta không phép ngươi chịu oan ức, dù chỉ một chút. Ta đâu muốn vào nhà lao, chẳng lẽ ngươi thật sự định lấy thế đẻ người, sẽ có người rèm pha ngươi đấy, nói ngươi vì chuyện riêng mà coi thường luật pháp. Tiêu ngự nhìn thẳng gương mặt đẹp trai trầm tĩnh của tả thế tử. Tả cảnh tu cười khẩy, khinh thường hừ một tiếng, người coi thường luật pháp nhất lương quốc này chính là đương kim thiên tử. Tiêu ngự trợn mắt, vội vã nhìn xung quanh, may mà không có người ngoài. Có phải tả thế tử đang có ý tưởng, hai người nói chuyện ở gian trong, thị vệ vương phủ đã nhanh chóng chế ngự người của vệ chỉ huy phó. Vệ chỉ huy phó có quý nhân chống lưng, lại hướng về lý gia, bao nhiêu năm nghênh ngang khắp kinh thành, đã khi nào bị dẫm đạp tàn bạo như vậy đâu. Nhưng đối phương là nguyên vương thế tử, hắn có tức cũng chỉ dám nuốt vào. Phủ Nguyên Vương làm việc rất thận trọng, mặc cho triều đình phân chia đảng phái, Phủ Nguyên Vương xưa nay chỉ đứng ở trung lập, lo cho thân mình, bao nhiêu năm vẫn vậy. Tại sao lúc này lại ra tay thẳng thừng như thế? Thấy các binh sĩ tuốt vũ khi đánh nhau, người vây xem đã sớm chạy sạch trơn. Tả cảnh tu cởi áo choàng quấn quanh người tiêu ngự, thân mặc y phục đen tuyền, tay áo hẹp theo hình rồng chỉ bạc, như băng như ngọc, tuấn mỹ vô song. Tả cảnh tu bước lên, nhị cửu đột ngột xuất hiện, thần sắc phức tạp nhìn tiêu ngự, nhỏ giọng nói với tả cảnh tu, thế tử, bọn họ là người của binh mã ti, tuy chỉ là lâu la nhưng các mối quan hệ đằng sau rất rối rắm vương gia xưa nay không thích, nếu để vương gia biết e sẽ có phiền phức. Tả cảnh tu làm như không nghe thấy, tiếp tục đi. Nhị cửu không dám gọi y, nhất thời mặt đầy khó xử, hơi oán giận nhìn tiêu ngự. Tiêu ngự nhìn dáng vẻ nhị cửu, đã đoán được đại khái. Luôn nghe nói phủ nguyên vương uy phong ngập trời mà chưa bao giờ động thủ, đây cũng là quy định làm việc của phủ nguyên vương, tả cảnh tu làm lớn như vậy hẳn là lần đầu tiên, chắc nhị cửu đã xem hắn là hồng nhan hỏa thủy rồi. Tiêu ngự vội chạy theo, giữ chặt cánh tay tả cảnh tu. Xin thế tử nghe ta, ta tự có cách giải oan cho mình, thực sự không cần vì một chuyện nhỏ như vậy mà ảnh hưởng thanh danh nhiều năm của vương phủ. Tả cảnh tu dừng bước, nhìn xuống mấy ngón tay thon nhỏ đang bấu cánh tay mình rồi lại nhìn tiêu ngự phượng đại phu ngươi hẳn đã biết ta có thể bảo vệ ngươi chu toàn vĩnh viễn tả cảnh tu nói tất cả những chuyện khác ngươi không cần phải lo tiêu ngự gật đầu lia lịa ta đương nhiên tin tưởng năng lực của thế tử nếu không có thế tử đứng sau ta không thể hành động thoải mái như vậy lại càng không dám nói khoác rằng ta có cách giải quyết của mình không phải tất cả chỉ là tán dương có tả cảnh tu đứng sau thật sự tiếp thêm sức lực cho hắn rất nhiều sắc mặt tả cảnh tu rõ ràng dịu đi nhiều tiêu ngự cố gắng không ngừng ôm tay y lắc lắc thế tử đồng ý với ta đi một thân tôn nghiêm nam tử của hắn tả cảnh tu nghiêm túc nhìn hắn hồi lâu lát sau nói thật hết cách với ngươi mà còn gấu con này tiêu ngự nhoẻn cười vậy là thế tử đồng ý rồi tả cảnh tu gật đầu đi đi những thị vệ kia tùy ngươi sai phái Tiêu ngự vội vàng chạy đi, chỉ huy hai thị vệ mang người kia vào trong. Vệ chỉ huy phó thấy tả cả cảnh tu không bước ra, còn thằng người của hắn, lá gan lại to ra, chỉ vào thị vệ vương phủ đã chế phục hắn, các ngươi, các ngươi cố ý cản trở người thi hành công vụ. Cốt, một thị vệ trừng mắt hổ, rút nửa thanh kiếm ra khỏi vỏ, dọa vệ chỉ huy phó sợ rụt trở về. Tiêu ngự cho người khiêng người bị thương vào trong, đến trước mặt vệ chỉ huy phó, nhau mắt quan sát hắn. Vừa rồi đội trưởng kia rõ ràng rất muốn giải quyết công vụ, thấy tình hình không ổn là muốn tránh ngay, cũng hợp với chức trách của gã. Vị này đối mặt với quyền lực của Phủ Nguyên Vương mà còn dám chống trả, nói hắn trí công vô tư sao, còn lâu tiêu ngự mới tin. Rõ ràng có người sai khiến, hắn mới đến kinh thành có mấy ngày, ai lại muốn tống hắn vào nhà lao. Chắc vẫn là hai mụ oan ra kia, tiêu ngự cao mày, người về nói với nữ nhân kia, đừng giờ thủ đoạn bất chính muốn đối phó ta thì cứ quang minh chính đại đến nhà tìm hành động lén lút ép người khác bán mạng cho mình thì có hay ho gì dù gì cũng đội lốt người mà sao lại làm mấy chuyện không thể đưa ra ánh sáng của lũ chuột cống nàng không ngại mất mặt à hắn không đoán được là phượng vân ninh hay lô tĩnh đứng sau tóm lại đều là nữ nhân kia quả nhiên vệ chỉ huy phó trợn mắt ngươi làm sao ngươi biết vẫn không dám nói cái tên đó ra thôi ta không hơi đâu nhiều lời với ngươi nhớ truyền lại lời ta tiêu ngự xoay người vào trong trà sắt hai bàn tay đã sắp đông cứng ta sẽ không chủ động gây sự với nàng nhưng nếu nàng lại bức ép người vô tội thì đừng trách ta không khách khí được rồi thật ra hắn vẫn có chút lòng giả đàn bà lúc nhìn thấy thân thể gầy gò cuộn mình cứng đơ nằm trước mắt và ba chữ oan màu máu kia tim hắn lại thấy đau nhói luôn buồn bã khó chịu phải tuyệt vọng đến thế nào người này mới dám dùng cả tính mạng mình hoàn thành mục đích của người khác. Người này tuy thể trạng gầy nhưng sốc vác, mình đầy cơ bắp, hẳn là quen làm việc tay chân. Hắn cần cù bán sức lao động nuôi sống bản thân, chẳng lẽ chỉ vì địa vị thấp hèn, không thể phản kháng mà bị đám người lòng giả ác độc lợi dụng, bị người tốt phỉ nhổ sao? Người tiếp tay cho ác lẽ ra không nên được đồng tình, vậy thì hãy để hắn hủy mị một lần, nếu không ai quý trọng sinh mạng này thì hãy để hắn quý trọng tiêu ngự lướt qua tả cảnh tu, tả cảnh tu vẫn đứng thẳng người chắp tay, cứng cỏi như cây tùng. Vừa rồi hắn dám buông lời cay nhiệt với hai nữ nhân độc ác kia, vì biết có tả thế tử đứng sau mình, nên hắn không hề lo ngại. Tiêu ngự mỉm cười, đột ngột cởi áo choàng khoác lên người tả cảnh tu, vòng hai tay qua sửa lại cổ áo cho y, cuối cùng thắt cái nơ hình con bướm thật đẹp. Tả cảnh tu kinh ngạc trong nháy mắt, sắc mặt hiền hòa hẳn đi, ngoan ngoãn để tiêu ngự buộc áo cho mình đẹp rồi đó, ta làm việc đây, thế tử vào phòng ta đi, đừng để bị lạnh, tiêu ngự cười, kéo tay tả cảnh tu, đẩy y vào phòng mình rồi mới đến chỗ người bị thương. chương 70 phẫu thuật mở lồng ngực, tiêu ngự đến căn phòng đã được dọn sạch, Bách Linh đứng trước cửa, thấy tiêu ngự lập tức ra đón, tiểu, công tử, đã làm theo lời ngươi dặn, bảo đảm một hạt bụi cũng không có. Bách Linh tự hào dơ trổi, tốt, Bách Linh thật lợi hại, tiêu ngự khen ngợi, công tử ta thật sự không thể rời xa Bách Linh mà. Bách Linh nghe vậy, hương phấn chạy vòng vòng. Bách Linh chỉ gian phòng kế bên, đây là chỗ rửa tay thay y phục, đã chuẩn bị sẵn nước và rượu mạnh, cả thuốc của tần tiểu đại phu nữa. Tiêu ngự gật đầu, nhìn xung quanh, thị vệ vương phủ đứng đầy viện tử, cả đội trưởng đội tuần tra cũng chưa đi, đốt tay trong tay áo ngồi xổm ở góc tường, dáng vẻ xem náo nhiệt. Tiêu ngự nói, ta cần hai trợ thủ, có ai tình nguyện không? Thị vệ vương phù nhìn nhau, chúng ta không hiểu y thuật, phải giúp Phượng Đại Phu thế nào. Các người không cần phải biết y thuật, tất cả nghe ta chỉ huy là được. Tiêu ngự vừa nói vừa vào phòng rửa tay, đồng ý giúp thì vào phòng này, trước hết phải rửa tay thật sạch, đổi y phục khác. Nhị cửu nhìn những đồng đội đang do dự, tiến lên đầu tiên, để ta, ta từng thấy Phượng Đại Phu hành y ở thành Hoài Thiên, cũng không quá ngỡ ngàng hình như Phượng Chiếu Ngọc có kiến thức hơn các đại phu khác nhiều, không sợ bẩn không sự cực, người bị thương chỉ có một, nhọc nhằn cách mấy cũng không bằng lúc chữa trị cho mấy trăm người ở thành Hoài Thiên. Nhị cửu theo tiêu ngự vào phòng, đám còn lại rơi vào trầm mặc. Người thứ hai bước ra là đội trưởng đội tuần tra, gã từ trong góc đứng lên, duỗi cánh tay, vậy tại hạ cũng xin mặt giày tử tiến cử, ta từng băng bó cho các huynh đệ trong quân doanh, vậy có xem là có kinh nghiệm không? Tuy người sống sót không nhiều, nói rồi đi vào phòng. Đội trưởng, hai binh sĩ cuốn quyết cản gã, không phải nói bớt lo chuyện bao đồng thì không thiệt thân sao. Ngươi lại đi xem náo nhiệt rồi. Náo nhiệt này không phải chuyện kia, náo nhiệt kia không xem được, náo nhiệt này thì xem được. Đội trưởng cười lớn, bước vào phòng, đám binh sĩ đằng sau cuốn đến nhảy dựng. Tiêu ngự đã rửa qua ba chậu nước nóng, Bách Linh lại bưng thêm chậu nữa, từ từ đổ vào. Tiêu ngự đang rửa tay, nói với nhị cửu và đội trưởng kia, nhị cửu, và vị này là. Đội trưởng kia cười nói, bái kiến Phượng Đại Phu, tại hạ tên Đinh Bằng. Tiêu ngự nói, nhị cửu, Đinh Bằng, hai người nhìn cách ta rửa tay mà làm theo, phải rửa thật kỹ, không được qua loa. Người kia bị thương ngay tim, phải mở lồng ngực, hắn không có kháng sinh, chỉ có thể cố gắng giảm bớt tỷ lệ nhiễm khuẩn. Phẫu thuật ngoại khoa vốn xuất phát từ Tây Y, bàn mổ cứ như đấu trường La Mã các bác sĩ đặt bệnh nhân ở trung tâm mà tiến hành giải phẫu, khán giả đứng trên khán đài hình tròn dạng cầu thang xoắn ốc quan sát quá trình như xem kịch. Tiêu ngự không biết xác suất thành công thời đó cao bao nhiêu, nhưng bị biết bao nhiêu người giò ngó như vậy có thể sống sót được sao? Đừng nói hiện tại phải trải qua công tác rửa tay diệt khuẩn nghiêm ngặt. Quên đi, hãy tự an ủi rằng có còn hơn không? Nhị cửu và đinh bằng đứng nhìn tiêu ngự rửa đến tận khuỷu tay, cuối cùng còn phải rửa lại bằng rượu mạnh hai người qua đây, cởi ngoại bào ra trước, tiêu ngự nói, đinh bằng lưu loát cởi áo, khoe ra lồng ngực cường tráng ngăm đen, giữa trời đông giá rét mà gã chỉ mặc có một lớp áo. Gã sỏ giày sạch Bách Linh đem tới, lại để Bách Linh giúp mình rửa tay. Nhị cửu nhăn mặt quay chỗ khác, tránh tầm mắt tiêu ngự rồi mới cởi áo. Mặc kệ Phượng Đại Phu là nam hay nữ thì cũng là người trong lòng của thế tử. Phượng Đại Phu không để tâm thì thôi, nhưng hắn phải chú ý. Hai người nhanh chóng rửa sạch tay, học theo Tiêu Ngự mặc áo vải vào, lại choàng thêm cái áo khoác dài đến cổ chân, bịt kín mũi miệng, cột gọn tóc, hai tay giơ lên ngang ngực. Tiêu Ngự nhìn họ một hồi, nói: "Theo ta." Đinh Bằng bị đôi mắt trầm tĩnh nhìn đến, tự giác đứng thẳng lưng, dẹp bỏ tâm trạng cả lơ phất phơ. Sao tự nhiên tiểu tử này thay đồ xong cứ như biến thành người khác vậy nhỉ? Đôi mắt không một gợn sóng này, thiếu niên làm sao có được Tiêu Ngự vào phòng mổ tạm thời. Giữa phòng có một cái giường, người bị thương đang nằm trên đó. Trên chiếc bàn kế bên bày vô số dụng cụ giải phẫu và thuốc men. Tiêu Ngự nói với nhị cửu: Đầu tiên phải cho hắn uống thuốc mê. Hắn dùng mắt ra hiệu cái ấm trên bàn, nhị cửu hiểu ý, cầm ấm nước thuần thục đổ vào miệng người bị thương. Tiêu Ngự lấy kéo cắt lớp vải áo thấm máu trước ngực người kia, phủ khăn lên, vạch lồng ngực bên trái ra, lau hết máu trên da, rửa vết thương làm vô cùng quen tay nhân lúc thuốc mê còn công hiệu tiêu ngự nhanh chóng đánh dấu vị trí chuẩn bị giải phẫu đinh bằng và nhị cửu đứng nhìn đinh bằng hoài nghi hỏi người này rõ ràng bị thương ngay tim lại nằm ngoài đường ít nhất cũng một canh giờ thật sự chưa chết sao hắn không chết tiêu ngự nói hô hấp và mạch đập tuy yếu nhưng vẫn theo quy luật tình trạng thương tích không nặng như các ngươi nghĩ đâu trái tim trong lồng ngực tuy bị thương nhưng vẫn cố gắng duy trì nhịp đập tim chưa ngừng tức là người này khó có thể chết. Tim bị đâm mà còn coi là nhẹ à, đinh bằng chập một tiếng, tiểu đại phu đừng nói láo. Tiêu ngự vừa dùng nước muối rửa vết thương vừa nói, ta không nói láo. Vết thương do dao gây ra, 9 phần 10 sẽ do mất máu quá nhiều mà chết. Nhưng nếu vết thương không lớn, máu đông lại, hoặc có mỡ và phổ chặn vết thương tạm thời cầm máu thì sẽ không chết nhanh thế đâu. Đinh Bằng và Nhị Cửu nghe hắn mặt không đổi sắc vừa nói phổi ngăn vết thương vừa gầm máu, tự nhiên thấy ngực tê dần. Tiêu Ngự nói tiếp, hắn sống được đến bây giờ, hẳn là thuộc loại phía sau. Lồng ngực người bị thương đã được xử lý sạch sẽ, để lộ vết thương do dao dài 3 cm, phần thịt xung quanh đã trắng bệch. Tiêu Ngự thả dụng cụ xuống, nhìn không chấp mắt người nằm trên giường, cau mày đăm chiêu. Nhị Cửu thấy hắn đứng bất động, gọi một tiếng, "Phượng đại phu!" Tiêu ngự không nghe thấy, vẫn đang trầm tư suy nghĩ. Không có ích quang, không có sóng siêu âm, tất cả chỉ có thể dựa vào kinh nghiệm mà phán đoán. Tiêu ngự bắt cổ tay người kia, dùng ngón tay thăm dò, cảm nhận mạch đập. Thấy hắn làm động tác quen thuộc, nhị cửu và đinh bằng thở phào nhẹ nhõm. Nhìn, nghe, hỏi, sờ mới là chuyện một đại phu nên làm. Miệng vết thương đã được cầm máu tạm thời, máu chảy vào màng tim, dễ khiến màng tim bị ngạt máu. Nếu màng tim bị ngạt máu sẽ có triệu chứng gì? Trước mắt tiêu ngự là từng trang từng trang sách lật qua, chữ chi chít chạy trong đầu. Triệu chứng màng tim bị ngạt là hô hấp dồn dập tĩnh mạch trướng, mạch nhanh mà yếu, tim đập yếu. Có khả năng mạch bị loạn, lúc thì biến mất lúc nhanh bất thường. Tiêu ngự vừa bắt mạch vừa quan sát hô hấp bệnh nhân. Không có những triệu chứng kia, màng tim không bị ngạt. Lập tức mở lồng ngực, Phẫu thuật tim, Tiêu Ngự mở mắt, âm thanh truyền ra dưới lớp khăn che mặt. Nhị Cửu và Đinh Bằng nhìn hắn không dám tin, lập tức làm gì? Tiêu Ngự nhìn họ, bệnh nhân bị thương ngay tim, trong ngực trái e cũng có máu đỏ. Tuy đã tạm thời cầm máu nhưng không thể khép miệng vết thương, nhất định phải khâu lại, còn phải loại bỏ máu động trong ngực. Muốn mở lồng ngực, Tiêu Ngự lo bệnh nhân sẽ bị mất máu quá nhiều mà không kịp bổ sung. Nhưng lúc này biết làm sao để truyền máu cho hắn? Tiêu ngự dơ dao giải phẫu lên, nhìn người kia một hồi. Cứ làm hết sức mình, nghe theo ý trời thôi. Không chờ nhị cửu và đinh bằng phản ứng, lưỡi dao sắc lẻm đã dứt khoát rạch xuống, bén ngót đến khó tin, máu lập tức tràn ra. Đinh bằng, lấy băng gạc thấm máu, tiêu ngự không ngẩng đầu, cũng không chờ đinh bằng nói gì, tiêu ngự lại ra lệnh, lúc trước đã nói mà, phải nghe ta chỉ huy. Đinh bằng bĩu môi, lấy miếng băng gạc bằng vài trắng lau máu tuôn ra ta có nói không nghe ngươi đâu. Từ vết rạch ở ngực trái, tiến sâu vào bên trong, mở toang khoang ngực, vị trí bị thương đã lộ ra, trong lồng ngực đọng một lượng máu lớn. Tiêu ngự dừng tay, nhị cửu nhìn động tác của tiêu ngự, dù đã giết bao nhiêu người mà cũng không dằn được cảm giác muốn ói. Hắn sai rồi, hắn cứ tưởng chữa trị cho một người sẽ dễ dàng hơn mấy trăm bệnh nhân ở thành Hoài Thiên. Hắn quá sai lầm rồi, không dễ dàng chút nào, rõ ràng là hắn muốn phát điên rồi. Rốt cuộc thế tử coi trọng người này chỗ nào? Nhị cửu, giọng nói tiêu ngự đột ngột vang lên bên tai. Nhị cửu bừng tỉnh, tự giác đứng thẳng người, cũng không nôn huệ, lớn tiếng đáp, vâng. Người ra ngoài gọi Bách Linh, bảo nàng pha một ít thuốc làm tan máu đông, cái gì mà huyết đằng, hoa hồng, xích thược, pha thuốc nước làm máu lưu thông, đại phu bên ngoài nhất định sẽ biết. Nói nàng nhanh chân lên, cấp tốc, càng nhanh càng tốt. Vâng. Nhị cửu không hỏi nhiều, đáp một tiếng, vọt ra cửa gọi Bách Linh. Tiêu ngự lại cúi xuống nhìn lồng ngực động máu, không có điều kiện truyền máu, phải làm sao đây? Dưới thời chiến khan hiếm nguồn máu, chỉ có thể dùng cách tự lấy máu bệnh nhân truyền lại vào cơ thể. Hết chương, like và nhấn đăng ký để kênh mình ngày một phát triển hơn cảm ơn bạn đã lắng nghe.